đâu các chị đẹp. Rồi các chị chia sẻ dùm em nhá. Lên em tặng các chị siêu phẩm đầu like này. Em nghe. Ngọc vừa mới dậy. Ôi chị ơi nó mệt, nó ngủ quá, ngủ bết xê lết, ngủ không tỉnh được luôn đấy. Đấy chị thấy khổ chưa, quá đúng rồi. Đúng rồi, là dòng đồng màu. Đúng rồi. Có mẫu chưa? Cắt chưa? Cắt chưa? Em gửi mẫu qua in. Rồi rồi, em gửi mẫu qua. Rồi, em bảo chị xem thế nào. Em bảo chị xem thế nào, bán bớt cái kia cho em. Chị hỏi coi chưa? Bán bớt cho em coi. Biết rồi, lát nữa. Rồi giờ lên bán hàng, lát nữa xuống like đã. Ừ, bán phụ em. Rồi rồi ha, tí nữa xuống like đi em chuyển nhé. Rồi các chị xinh đẹp của em lên chia sẻ giúp em nhá. Này em tặng các chị siêu phẩm đầu like. Em ngủ quên nên em lên chỗ ha. À, mỗi hôm một mẫu kiểu nào cũng đẹp. Ôi dồi ôi, em cảm ơn chị. Đây là bộ cách tân em tặng các chị đẹp và ngày hôm nay đầu like luôn đi nhá. Cách tân nhá các chị mặc. Chia được khuyết điểm béo bụng nhé, các chị xinh đẹp nhé. Đó. Mẫu nào cũng đẹp, mẫu nào cũng xinh. Mẫu này hôm nay em tặng các chị đẹp 125.000, các chị được mua 99.000. Rồi, nhưng đầu like em sẽ tặng các chị mua xẻ tà nhé. Xẻ tà hàng siêu phẩm đẹp của em, với giá tặng luôn nhé các chị yêu. Chia sẻ lên dùm em các chị nhé. Chia sẻ đi, các chị sẽ được mua hàng siêu phẩm của em, giá tặng nhé. Giá em tặng các chị yêu. Chia sẻ cho em ít nhất 3 lần về trang cá nhân nhé, 2 lần về hội nhóm các chị đẹp nhé. Nếu không được hội nhóm thì cũng phải là ít nhất là 3 lần về trang cá nhân giúp em nhé. Đó, 3 lần về trang cá nhân cho em. Ôi, hàng các chị đẹp hôm qua ai đã chốt đơn là các chị đều được em đi hàng hết rồi các chị đẹp nhá. Ai chốt còn buổi chiều thì đi buổi chiều. Còn ai buổi sáng là các chị đã được em đi hàng buổi sáng rồi. Ôi, các chị lên chia sẻ lên dùm em này. Em tặng các chị đẹp đầu like. Đó, xẻ tà đang rất là hot luôn. Em tặng các chị yêu nhá. Được mua xẻ tà nhà em với giá chỉ là giá tặng thôi nhá. Mày, cái gì mà vừa phát like mà bới hoài không thấy cái like của mình đâu. Rồi bộ em mặc hiện nay các chị thích bộ cách tân. Em tặng các chị yêu được mua với giá là 99.000 đồng. Bộ cách tân là dòng em mặc nhá. Rất là xinh luôn. Em tặng cho các chị yêu được mua là 99.000 đồng cho em nhá. Rồi các chị chia sẻ bài xong các chị chấm bài lên, tương tác với em một tí. Tương tác với em một tí nhá, để khỏi bị ẩn comment của các chị, để các chị chốt được hàng đẹp giá rẻ nhá, đầu like nhá. Luôn luôn đầu like Kim Dung sẽ chốt bán tặng cho tất cả các chị chia sẻ cho em. Em ở Biên Hòa Đồng Nai nhá, chị Huỳnh Hường ơi. Ôi cảm ơn chị Ngọc Đăng. Chào chị Nội Thị Bùi. Rồi các chị đẹp chia sẻ lên là các chị sẽ được chốt hàng em tặng các chị đẹp nhá. Em nhìn thấy các chị đẹp nào chia sẻ lên, có chữ người chia sẻ ngay trên đầu các chị đẹp. Thôi chị ơi,
Em bán rẻ lắm, rẻ vừa để rẻ vừa đẹp tuyệt vời luôn. Không có bao nhiêu tiền đâu là các chị sở hữu được bộ đồ rất là xinh xắn rồi. Không có bao nhiêu tiền cả là các chị sở hữu được bộ đồ của em rất là xinh xắn và đẹp tuyệt vời. Rồi các chị mỗi người cho em xin một nút chia sẻ bài nhé. Cho em xin một nút chia sẻ bài. Ôi em cảm ơn. Chào chị Ngọc Trinh Lê. Chào các chị đẹp này. Em tặng các chị đẹp mà. Em tặng các chị đẹp quà đầu like này. Các chị lên chia sẻ giùm em này. Ôi em cảm ơn chị Hạnh Trần. Lâu lắm rồi mới thấy chị lên like Kim Dung ha. Rồi tặng các chị yêu nhé. Các chị chia sẻ lên cho em là các chị sẽ chốt được hàng tặng. Em tặng các chị đẹp nhé. Cứ chia sẻ là có nhé các chị. Ôi ôi lúc nào chúng chia sẻ cho em mà em chẳng thấy chị được nổi chữ 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 người chia sẻ kìa. Ôi các chị chia sẻ đúng cư pháp nhé. Chia sẻ về trang cá nhân của mình thì phải có bạn bè nhé. Đã chia sẻ về trang cá nhân là phải có bạn bè. Không có bạn bè là em không chơi đâu. Rồi ok em cảm ơn chị Anh Vũ Thị Hạnh. Tặng các chị đẹp một cái áo bà ba tay lỡ rất là xinh nhá. Một cái áo bà ba màu vàng tay lỡ rất là xinh. Tay lỡ nhá, rất là xinh luôn cho các chị. 55kg đổ lại vừa size số 2. 19.000. Ôi 19.000 đèn, 19.000 đồng thôi các chị đẹp nhá. 55kg đổ lại vừa. Em Kim Dung tặng các chị đẹp 19.000 đồng. Rồi bộ thêu ở chị sau em. Bộ thêu này là 175.000 chị. Bộ thêu này là 145k giá sale nhé. Bộ này là bộ số len cao cấp cũng giá sale luôn. Toàn bộ dạo này em đang rất là ế hàng nên em sale cho các chị ra tá lả tùm lum luôn. Cái gì cũng sale, cái gì cũng tặng. Vừa bán vừa tặng các chị cho nhanh. Các chị lên cho em này 19.000 đồng. 19.000 đồng một em bà ba nhé. Rồi các chị lên cho em bà ba đó là size số 2. Size số 2 tặng các chị đẹp 19.000. Các chị lên cho em rồi ôi. Em nói thật các chị nhận được những chiếc áo bà ba này là siêu đẹp luôn. Chứ không phải là ba cái hàng thường thường em mới tặng đâu nhá. Không có đâu. Em tặng các chị toàn bộ hàng đẹp luôn. Lên cho em này. Trời cái này đẹp quá. Cái này tay dài 55kg đổ lại vừa. Các chị đẹp size số 2. 55kg đổ lại rất đẹp luôn. Size số 2 nhé. Tặng các chị yêu 19.000. Các chị lên cho em là màu đen. Màu đen nhé. Tay dài nhé. Tặng các chị yêu 19.000. 19.000 đồng lên cho em này. À, chị nhận được đồ rồi. Em đẹp lắm. Ôi em cảm ơn chị Mai Tăng. Rồi. Rồi tặng luôn cho chị Ngọc Trinh Lê một một em số 2 65kg không vừa đâu chị. Em số 2 65kg không vừa đâu. Chị có chốt thì em chốt thôi chứ còn không vừa đâu chị nhá. Rồi các chị lên chị Chu Thị Hương Lan, Phương Lan nếu muốn chốt được thì chị phải chia sẻ lên cho em Kim Dung. Chia sẻ lên cho em nhé. Rồi cái này màu đen tay dài. Các chị lên đen cho em. Đen nhé, đen tay dài. Size 2 nhé. Rồi ba cái áo và ba toàn là size 2 cho các chị đẹp. Ba cái áo và ba toàn là size số 2. Các chị lên cho em này. Các chị muốn mua được hàng đẹp giá rẻ của em thì các chị chia sẻ lên nhé. Chia sẻ lên em còn rất là nhiều. Tranh thủ chia sẻ lên rồi các chị vào chốt vẫn còn kịp. Đó, thoải mái. Em còn tặng các chị mẫu xẻ tà nữa. Xẻ tà là đang hot nhất của em nữa luôn nhá. Mẫu xẻ tà đang là hot nhất của em nữa luôn. Ôi, chị muốn các chị muốn chốt được thì các chị phải chia sẻ lên cho em Kim Dung. Ôi, một cái áo màu hồng nữa bà ba tay dài. Một em bà ba tay dài nữa này. Đấy, một cái tay dài nữa. Tặng các chị đẹp 19.000. Ba cái đều toàn bộ size số 2 nhá. Ba cái toàn bộ size số 2. Các chị lên cho em này. Màu đen 19.000. Tay lỡ, cái này nãy em chưa nói là chốt cái gì nhỉ, quên mất tiêu nhỉ. Cái này các chị chốt cho em là tay lỡ nhá. Hoặc lên màu vàng cũng được này. Ôi lên vàng đi. Lên vàng cho em nhá, 19.000. 19.000 đồng. Các chị lên cho em ba cái size số 2, 55kg đổ lại vừa thôi. Nhớ em đọc số ký nhá. Không mất công ngày mai em chốt cho thì các chị lại đổi size to. Em không có đâu nhá, không có để đổi cho các chị đâu. Rồi
rồi, 19.000 đồng 3 cái áo size số 2. Các chị lên cho em này, lên cho em một bộ xẻ tà, một bộ xẻ tà viền ren rất là đẹp luôn. Một bộ xẻ tà viền ren này 65kg đầu loại vừa, 65kg đầu loại vừa, 60-65kg đầu loại vừa nhá. Các chị lên cho em này, xẻ tà viền ren nhá, 65kg đầu loại vừa. Bà ba em không còn số 3 chị, bà ba em chỉ còn số 2. Không có 3, không có 4. Có 3, có 4 em sẽ tặng các chị, nhưng không có 3, không có 4 nhá. Rồi các chị lên cho em này, lên cho em một cái xanh lá, lên em một cái xanh lá nhá, xanh lá. May áo bà ba, đó, có bán số. Không, áo bà ba đấy em bán qua rồi chị. Áo bà ba đây, áo bà ba đó em bán qua rồi, còn lại mấy cái em tặng nốt các chị đẹp thôi. Một cái xanh lá nhá, các chị lên cho em này. Rồi vàng này, vàng này cho chị thêm trần này, 19.000 này. Các chị chia sẻ lên em sẽ chốt cho các chị đẹp nhé. Chia sẻ lên cho em này, em sẽ chốt cho các chị đẹp được mua giá 19.000 đồng. 19.000 đồng là giá em tặng các chị. Các chị tặng em ngược lại những lượt chia sẻ bài ha. Đó, tặng em ngược lại những lượt chia sẻ bài. Rồi cho chị thêm trần này, vàng này 19.000 này. Đấy các chị chia sẻ lên em sẽ tặng các chị đẹp nhé. Các chị lên cho em bộ xẻ tà này, bộ xẻ tà bi nhé, bộ xẻ tà bi này, bộ xẻ tà bi này, các chị lên cho em là bộ bi nhé. Bộ xẻ tà theo cổ rất là đẹp luôn, bộ bi này. Ai đấy bi, các chị lên bi cho em này, lên bi cho em 49.000. Các chị lên bi cho em 49.000 nhé, 49.000 bộ bi này, bi size số 2. Ai lấy bi nhé, các chị lên bi cho em này, bi size số 2 này. Ai lấy bi, các chị lên bi cho em. Đó, các chị lên cho em này. Rồi, chị chia sẻ bên này có thấy. Rồi, các chị lên cho em này, bộ bi size 2 này. Rồi, lên cho em bộ bi size 2. Em tặng các chị bộ anti thái này nữa này, đẹp dã man này. Bộ anti thái này có còn một bộ này, lạc lõng nằm đây, em tặng các chị đẹp này. À, các em đó các chị rồi, các chị muốn chốt được các chị chia sẻ lên nhé. Em nhìn thấy các chị còn là người chia sẻ bài, em sẽ tặng quà các chị đẹp, chứ các chị không chia sẻ bài em không tặng được đâu. Vì em tặng quà các chị là các chị phải chia sẻ lên cho em. Chia sẻ lên cho em nhé, em mới tặng quà các chị đẹp được. Còn không chia sẻ là em không chốt đâu. Đó, các chị nào muốn mua được của em thì các chị nhớ chia sẻ lên cho em nhé. Chia sẻ lên ít nhất là các chị chia sẻ 3 lần về trang cá nhân, mà trang cá nhân là phải có bạn bè nhé. Chứ còn trang cá nhân mà không có bạn bè thì chia sẻ cũng không có ý nghĩa đâu. Rồi các chị lên cho em bộ AT này, bộ AT size số 5 này, 70kg đầu loại vừa. Bộ AT nhé, size số 5 này, 70kg đầu loại vừa. Tặng các chị yêu 19.000. Các chị lên cho em là AT nhé, bộ AT 19.000. Đó, size số 5 nhé, 70kg đầu loại vừa. Tặng các chị đẹp 19.000. Lên cho em nhé, 19.000 đồng. Đó, 19.000 đồng tặng các chị đẹp nhé. Các chị lên cho em là 19.000 đồng này. Đó, các chị lên, ai lấy các chị lên cho em này. À, thấy chị có thấy em không? Có không thấy chị chia sẻ đây này, các chị chia sẻ đây này, Kim Dung có mở lên đều thấy hết các chị này. Đây này, ai chia sẻ bài, Kim Dung đang cầm máy trên đây, Kim Dung cũng thấy, mà trên máy kia cũng thấy, trên này cũng thấy luôn. Ai chia sẻ bài trên máy em đang cầm đây cũng thấy, và trên máy chủ em cũng thấy luôn. Bởi vậy các chị chia sẻ lên, các chị sẽ chốt được của em nhé. Rồi cho chị Khánh Minh này, bộ AT này. Cho Khánh Minh bộ AT này. Em đang mở cả hai máy luôn, em coi những ai chia sẻ bài. Em chốt cho tất cả các chị đẹp. Rồi còn hai áo bà ba các chị không ai chốt hả? 19.000 mà cũng khống chê hả? Không có size to đâu. Rồi AT này cho chị Xuân Anh này. À quên, cho chị Khánh Minh này, nhầm.
chị Xuân Anh lên sau. Ôi các chị lên cho em. Lên cho em hai bộ xẻ tà, một bộ size 4, một bộ số 2 này. Một bộ số 4, một bộ số 2 49.000. Lên cho em hai bộ nhé, một bộ số 4 và bộ số 2 49.000. Ừ, hello chào em. Rồi hai áo bà ba. Bây giờ bán 19.000 đồng mà còn số gì bán số đấy cũng ế nhé thì thôi thua rồi. Còn hai bộ xẻ tà, hai áo bà ba các chị không ai thích thế thì thôi khỏi chốt, em bán hàng luôn. Bán hàng luôn cho các chị đẹp này. Đây bộ thun Hàn Quốc. Bộ thun Hàn Quốc rất là đẹp luôn. Thun Hàn Quốc này là form to dáng rộng nhá. Form to dáng rộng bán 95.000 nhảy số. Nhảy size. Em bán tặng cho tất cả các chị đẹp. Được mua giá 79.000 đồng. Đồng giá hết size. Mà em chỉ có hai size thôi, size 4, size 5. Các chị lên cho em nhé. Cái này là em bán tặng các chị đẹp thun Hàn Quốc nhé. Thun Hàn Quốc rất là đẹp luôn, 79.000 đồng size to. Form to dáng rộng này. To lắm các chị, 65kg đổ lại vừa. Nói chung các chị phải từ 60kg đổ lên mới vừa nhá. Có túi ở đây nhá. Có túi ở đây dáng của các mum này. Lên cho em này. Lên cho em là bông nhí đi. Các chị lên cho em là bông nhí nhá. 95.000. Em Kim Dung sale cho các chị là 79.000 đồng. 79.000 đồng nhá. Các chị lên cho em này. 79.000 đồng. Các chị lên cho em là bông nhí nhá. Bông nhí 79.000 đồng. Hàng thun Hàn Quốc đẹp xuất sắc luôn. Đẹp tuyệt vời luôn cho các chị một bộ. Các chị biết là thun Hàn Quốc lên một cái áo bảo ba em còn đang bán một cái còn đang cả 100.000. Nữa là các chị mua cả bộ có 79.000. Đấy, thun Hàn Quốc nhá. Đẹp tuyệt vời lên cho các chị đẹp. Các chị lên cho em này. Ôi cho gấu bông này một áo bảo ba này. Có thấy áo bảo ba. À quên có. Có thấy à, có thấy chị. Rồi cho gấu bông này một áo bà ba này. À cái bọc đâu mất tiêu à. Nó bay. Rồi các chị lên cho em này. À này em tặng quà mà nhiều người chê. Thế mới đau lòng. Rồi các chị lên cho em này. Lát em tặng các chị ống rộng dài đây nữa này. Đây em xếp bằng này bộ ống rộng dài xuống lát nữa. Lát em tặng các chị bằng này bộ ống rộng dài này. Rồi các chị lên này. Bà ba với à. Rồi cho Ngọc Bích Lê này một bà ba này. Cho bà ba với này. À nó kêu cho bà ba với nữa mới đau nữa chứ. Nó không biết là màu gì nữa vì nó vô sau. Nó kêu là cho bà ba với. Rồi còn hai bộ xẻ tà, các chị yêu nào yêu thì các chị lên 49.000. Các chị lên em tặng các chị 49.000. Rồi tặng các chị đẹp, đây là thun Hàn Quốc, đẹp tuyệt vời các chị đẹp nhá. Ai đã từng mua được cái này của em rồi các chị biết. Rất là xuất sắc luôn này. Đấy, đây là có túi nhá. Có túi cho các chị đẹp, em sale tất cả cho các chị đẹp mua giá 79.000. 95.000 còn 79.000 nhá. Đấy, các chị lên cho em là lá 65kg đổ loại vừa. Lên cho em là lá nhá, 65kg đổ loại vừa này. À, thùng Hàn Quốc này các chị mặc là bao phê luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nhá. Xuất sắc luôn với mẫu thùng Hàn Quốc này, này. Còn ít đây này, em theo nốt cho các chị đẹp. Lên cho em bông nhí này. Lên cho em lá này. Lên cho em là lá nhá. Rồi lên cho em này. Nhí vàng. Các chị lên cho em là vàng này. 65kg đổ lại vừa. 65kg đầu lại vừa nhé. Các chị lên cho em là nhí vàng này. Nhí vàng 65kg đầu lại vừa. Bộ thun Hàn Quốc này. Đấy có túi áo nhé. Túi áo và túi quần luôn các chị đẹp nhé. Đó mẫu này là thun Hàn Quốc nhé. Toàn bộ thun Hàn Quốc luôn. Đẹp tuyệt vời. Cho các chị là 79.000. Size 4 này. Em có 2 size thôi. Cái này em còn 2 size. Size 4 và size 5. Các chị lên nhí vàng. Nhí vàng 4-5 nhé. Nhí vàng em có 4 và 5 luôn. Ai lấy nhí vàng, các chị lên nhí vàng size 4 và size 5. Lên cho em màu hồng này. Mẫu này là form to, các chị mặc là thoải mái luôn. Rồi các chị lên cho em là màu hồng này. Màu hồng nhá, 70kg đầu lại vừa. Ai lấy hồng, các chị lên hồng cho em này. Lên hồng cho em nhé, có túi áo luôn. Đó,
Tuyệt vời đẹp nhá, các chị xinh nhá. Cái này thì đẹp lắm. Các chị mua thung Thái, thung Mỹ đẹp như thế nào thì thung này nó đẹp đi y như vậy luôn. Đẹp, có khi còn đẹp hơn. Rất đẹp, tuyệt vời. Bữa trước em đã bán rồi cho các chị này. Em vét kho còn còn sót bằng này bộ nữa, em sell nốt cho các chị đẹp đây này. Hồng nhá, 70kg đổ lại vừa. Các chị nào cao hơn 70kg vẫn được, còn thấp cứ 70kg đổ lại cho em này. Đó, màu hồng size 5. Ai lấy hồng các chị lên hồng cho em, túi áo là túi rời. Các chị thích thì các chị có thể tháo ra được luôn nhá. Đó, lên cho em màu hồng này, hồng size số 5 này. Ai lấy hồng các chị lên hồng cho em này, size số 5 này. Rồi nhí vàng này cho chị bé Chín Nguyễn này. Nhí vàng size 4 này. Đẹp lắm, em nói thật các chị thung Hàn Quốc này đẹp tuyệt vời. Rồi các chị lên cho em là xanh này. Lên cho em màu xanh nhá, xanh size 4 này. Cái cổ rất là đẹp nữa luôn. Lên cho em màu xanh nhá, ai xanh các chị lên xanh cho em này. Thung này đẹp tuyệt vời, xuất sắc luôn á. Lên cho em màu xanh size 4 này. 79.000 nhá, 95.000 nhảy size. Mà em bán còn đúng hai size to cho các chị. Đấy, còn đúng hai size to nữa luôn. Các chị lên cho em nhé, màu xanh này. Về mặc thì các chị mặc bao sướng. Em biết là mặc cái này 10 năm nó đã mòn chưa, đã phải thay đồ chưa, chắc chưa phải thay đồ đâu. Rất đẹp. Lên cho em màu xanh nhé, xanh này. Rồi hồng này cho chị bé Chín Nguyễn này. Hồng size 5 này. Lấy em hai bộ hồng tím sau lưng 52kg đi đơn chung. Không, không đi đơn chung được đâu chị Huỳnh Thị Thúy ơi. Chị chốt hôm nay là ngày mai mới đi đơn chị. Hai bộ hồng với tím. Hồng này đằng sau hả? Tím 52kg, 52kg tím này không vừa đâu chị. 52kg tím này không vừa nhá. Đơn hồi sáng không đi chung được chị. Xanh này cho chị bé Chín Nguyễn này. Chị lấy bộ hồng này nhá, 52kg size 2 cho em. Lấy size 2 cho em này. Ủa sai giấy. Rồi lát em tặng các chị bộ ống rộng luôn ở đây nữa này. Rồi các chị lên cho em này màu tím này. Chiếc lá màu tím. Lá, chiếc lá. Lá này lá màu. Lá màu vàng đi. Các chị lên cho em là lá vàng nhá. Lá vàng này size 4 này, 65kg đổ lại vừa này. Trời ơi, mẫu này thì đẹp tuyệt vời. Các chị lên cho em lá vàng này. Ai lá vàng, các chị lên lá vàng cho em này. 79.000 nhá. 95.000 em sell cho các chị vào 79.000. Đấy, bữa trước các chị mua rồi, các chị thấy đấy, rất là đẹp luôn. Lên cho em nhá, lá vàng. Bà lại lấy màu nào thì lấy. Rồi lên cho em này màu xanh này, xanh coban nhá, các chị lên cho em này. Lên cho em là coban nhá, size 5 này, 70kg đổ lại vừa. Mẫu này là đẹp lắm, thung đẹp tuyệt trần luôn, hàng mắc tiền. Các chị lên cho em nhá, coban. Ai coban lấy màu này này. Lên cho em nhá, coban này. Ai coban nhá, các chị lên coban cho em này, coban size số 5 nhá, 70kg đổ lại vừa. Mẫu này bà nội mình xây 4 là vừa đẹp, mình làm sẽ rộng. Rẻ chứ giờ mình nó lên, cổ này cũng dễ mặc. Ai cũng lấy bộ này cổ tròn này. Lấy bộ này cổ tròn này. Lấy bộ lồng mà. Lấy bộ này. Dễ này. Bóp, tròn sang. Cái bốn to mà. Rồi các chị lên cho em này. Lên cho em là màu vàng kem này. À lấy vàng kem nhá. Các chị lên cho em là vàng kem nhá. Vàng kem size số 4 này, 65kg đổ lại vừa. À lấy vàng kem. Các chị lên vàng kem cho em này, size 4 này. Vàng kem size số 4 nhá, 65kg đổ lại vừa này. Ai lấy vàng kem. Các chị lên cho em là vàng kem, 65kg đổ lại vừa cho em này. Size 4 nhá. Em còn mấy bộ này là em còn toàn size 4, size 5 luôn nhá. Chị lên cho em lá hồng này. Lá xanh
lá vàng, lá hồng xay 4. Rồi lá hồng này, các chị lên em lá hồng này. Lá hồng nhá, lá hồng xay số 4 này. 79.000 nhá, sale cho các chị. 79.000 thông Hàn Quốc nhá, rất là đẹp luôn. Toàn bộ thông Hàn Quốc đẹp tuyệt vời luôn nhá các chị đẹp. Đó, lên cho em lá hồng, lá xanh, lá vàng, lá hồng, em có 3 bộ lá 3 màu. 3 bộ lá 3 màu cho các chị đẹp này. Các chị lên cho em bông nhí, nhí xanh này. Nhí xanh xay 5 nhá. Ai lấy nhí xanh này? Các chị lên cho em là bông nhí xanh này xay 5 này, 70kg đầu lại vừa này. Đấy, form rất là to, cái này form to lắm. Có túi áo, túi quần, túi áo về các chị thích. Thì mà các chị thích thì các chị tháo túi ra, không thích thì các chị để túi cũng được nhá. Lên cho em này. Nhí xanh này, ai nhí xanh các chị lên nhí xanh cho em này. Rồi lá hồng này cho chị bé Chín Nguyễn này. Lên cho em hai bộ beo này. Beo xanh, beo hồng nhá. Các chị lên em beo xanh, beo hồng này. Beo xanh, beo hồng xay số 4 nhá. Ai beo xanh, beo hồng này các chị lên cho em này. Beo hồng này, beo xanh nữa xay 4 nhá. Ai lấy beo xanh, beo hồng này các chị lên cho em beo xanh, beo hồng xay số 4 này. 65kg đầu loại vừa. Đó, beo hồng này, beo xanh còn có thêm bông mà bông này nữa nhá. Beo xanh này. Đấy, những cái này nó có hình beo beo ấy. Các chị lên cho em là beo xanh nữa này. Beo xanh xay số 4 nhá, 65kg đổ lại vừa. Ai beo xanh này, các chị lên beo xanh cho em này. Beo xanh xay số 4 này, beo hồng xay 4 này. 79.000 nhá, các chị lên cho em toàn bộ thùng Hàn Quốc luôn. Bộ ngắn nhá. Đó, ai lấy các chị lên cho em này. Rồi beo hồng này cho chị bé Chí Nguyễn này. Rồi em tặng các chị bộ ống rộng nhá. Bộ ống rộng này size 2 em còn rất là nhiều màu. Tặng các chị đẹp. Ống rộng nhá, 125.000. So vì đang mua 145.000, các chị được mua 125.000. Size 2 thì em còn nhiều màu hơn. Màu rất đẹp mà. Cái 3 bộ đấy được rồi. Mình phải tròn. Tí cũng được chứ. Ôi các chị lên cho em bộ màu lam nhá. Lam size 2 này. 125k nhá. Tặng các chị yêu này. 45 đến 55kg vừa. Các chị lên cho em này. Màu lam nhé, bộ ống rộng này. 125.000 nhé. Các chị lên cho em màu lam nhé. Bộ ống rộng rất là đẹp. Ai biết, nếu mà mặc thì vừa thì số 4, còn muốn mặc thoải mái thì lấy số 5. Đây em còn bộ xanh lá này đẹp này, xanh 4 này. Các chị lên xanh lá này, xanh lá bộ này đẹp lắm này, xanh 4 nữa này. 65kg đầu lại vừa nhé, xanh lá này. Lên cho em xanh lá nhé. Trời, bộ lạnh Hàn Quốc đẹp dã man. Cho ta vẫn in giấy bình thường đi thầy. Phát ra vào lại xem nào. Mày chụp đây, lấy cái máy này chụp lên đây, cô gửi cho chú coi xem nào. Chụp đây. Rồi các chị lên cho em xanh lá nhá, xanh lá xay số 4 này. Ai xanh lá nhá, các chị lên xanh lá cho em xay số 4 này. 65kg đổ lại vừa này. Các chị lên cho em là màu lam này. Lên cho em là màu lam nhạt xay 2 này. 125k này. 45 đến 55kg vừa nhá, 125k này. Ai lấy màu lam nhạt này, các chị lên em lam nhạt nhá. Lên em lam nhạt này.
quên mấy hạt tên nữa rồi. Nào tôi cũng tìm tên. Lâu lâu mình cũng không có nhớ tên được. Ôi lên cho em bộ nhá. Bộ màu lam nhạt này, lam nhạt size số 2 nhá. Ai lấy lam nhạt này, các chị lên cho em lam nhạt này, lam nhạt size số 2 nhá. Ai lấy lam nhạt, các chị lên lam nhạt cho em này, size số 2 này. Rồi xanh lá này, 79K này, cho chị size số, cho chị bé 9 Nguyễn này. Rồi các chị lên cho em này, màu lam nhạt này, màu xanh lam này. Ai xanh lam nhé, các chị lên xanh lam cho em xanh 2 này, 125K nhé. Ai xanh lam này, các chị lên xanh lam cho em này, lên xanh lam cho em nhé, 125.000. Xanh số 2 này, rồi các chị thích bộ em mặc là em lên bộ em mặc cho các chị đẹp nhé. Lên bộ em mặc cho các chị này. Ok đi gái ơi. Rồi bộ em mặc nhé. Các chị lên cho em bộ cách tân màu hồng, 125K, sale cho các chị còn 99K. Ai lấy màu hồng, các chị lên hồng cho em nhé. Bộ em mặc là bộ tay lỡ nhé. Bộ tay lỡ nhé. Hàng lay rông rất là đẹp, mềm mại đẹp lắm. Các chị lên cho em là từ cách tân này, các chị phải từ 50kg đổ lên là mặc đẹp, 45kg là mặc size 2 là hơi rộng. Các chị lên cho em là màu hồng, hồng em đang mặc nhá. Có lửng ấy, lửng em vừa bán đó, 79.000 đấy, em còn size 4, size 5 đó. Có vừa không em chốt cho chị Thủy Nano. Rồi cho chị tính tiền tỷ xanh lam này. Bộ lam đẹp lắm, nói chung là ống rộng dài này đẹp lắm. Rồi lửng ấy, 4 năm chị có vừa vừa thì em lên cho. Rồi các chị lên cho em màu hồng là 2, 3, 4, 5, 99.000 đồng. Từ 45 đến 75kg các chị vừa. Cao là 80kg các chị vẫn vừa size 5 luôn mẫu này nhá. Mẫu này form rất là to, size 2 phải tương đương với size 3 rồi. Đó các chị lên cho em màu hồng, hồng kèm size lên cho em này. Ai hồng các chị hồng này, hồng giống em mặc nhá, lên cho em này. Có 2, 3, 4, 5. Ai lấy hồng, các chị lên hồng cho em. Lên hồng cho em là 2, 3, 4, 5 này. Ai lấy hồng, các chị lên hồng. Chị chốt hồng 2 thôi, chị Anh Vũ Thị Hạnh. Không cần hồng 3 đâu, hồng 2 là chị mặc vừa rồi. Rồi các chị lên cho em là màu đen này. Đó, em sale cho tặng các chị đẹp là 99.000 đồng nhá. Ai lấy hồng em đang mặc đấy, em vừa lên đấy, các chị lên cho em là hồng. Hồng kèm size lên 2, 3, 4, 5. Màu đen này. Ai lấy đen, các chị lên đen cho em này. Lên đen cho em nhé, size 2, 3, 4, 5 này. Đó, ai lấy màu đen nhé, các chị lên đen cho em này. Rồi, ok chị này, hồng size 2 này cho chị tính tiền tỷ này. Hồng 3 cho chị Anh Vũ Thị Hạnh này. Đó, các chị lên cho em. Hồng nhá, hồng em đang mặc nhá, một bộ cách tân mềm mại đẹp tuyệt vời luôn. Các chị nào đã được mua cách tân này của em này, các chị lên nhá. Rồi lên màu hồng, lên màu đen cho em. Co giãn này các chị, co giãn sướng lắm luôn nhá, co giãn đẹp tuyệt vời luôn. Em đang kẹp lại đằng sau á. Đó, đẹp lắm luôn nhá. Một bộ cách tân. Đó, sale 125.000 cho các chị còn 99.000. Các chị lên cho em là hồng này, lên đen này. Em coi cả những màu gì nhá này.
hồng lên đen trước cho em đi. Cái này em còn lẻ lẻ sai nhiều lắm. Ôi, cái này lẻ sai nhá. Các chị ai chốt màu hồng và màu đen đúng hai sai này, em còn đủ sai, còn toàn bộ em còn lẻ sai này. Các chị chốt lên cho em này, màu xanh biển này. Ai xanh biển nhá, các chị lên xanh biển cho em là 2, 3, 5. Chẳng biết có 4 hay không nữa. Các chị lên cho em là màu xanh biển nhá. Bộ em đang mặc này, hồng này cho chị Anh Vũ Thị Hạnh này. Ngắm nghĩa mãi chậm chặt mất công mà quên thì chặt thì cứ say năm mà lấy không có ấy, không có à, thôi chứ giờ biết làm sao được. Rồi đen năm này cho chị bé Chín Nguyễn này, 60 cân. Chị em bảo số 4 là mặc được, sợ thì cứ lấy say năm. Rồi form này form to chị, cách tân nào khác không? Không có chị. Rồi các chị lên cho em là màu xanh biển nhá. Ai xanh biển này, các chị lên xanh biển cho em 99.000. Lên xanh biển nhá, size 2, 2, 3, 4, 5 đi. Ai lấy xanh biển, các chị cứ lên xanh biển 2, 3, 4, 5 này. Lên xanh biển cho em. Đó, sale cho các chị là 99.000 nhá, 99.000 bộ. Tay rông đẹp lắm, mềm mại, đẹp tuyệt vời các chị đẹp. Rồi lên cho em là màu đen này, màu xanh biển này. Rồi lên cho em là xanh lá này. Lên xanh lá cho em size 2, size 3 này. Ai xanh lá nhé, các chị lên xanh lá cho em size 2 và size 3 nhé. Size 2 và size 3 này, màu xanh lá này. Ai xanh lá nhé, các chị lên xanh lá cho em size 2 và size 3. Rồi chào Phụng Lưu, Phụng Loan này. À, có màu nâu không? Không có màu nâu chị, đen 5 cho chị Ngọc Yến này. Đen 5 cho bé Chính Nguyễn này, đen 5 cho chị Ngọc Yến. Các chị ai lấy đen lên đen. Lên cho em xanh lá em còn 2 và 3 nhá. Ôi các chị lên cho em màu đỏ này. Đỏ này em còn size 2 và size 5 này. Cái số 4 này đâu nhỉ? Đỏ này em còn 2, 3, 4, 5 luôn. Ai lấy màu đỏ, các chị lên đỏ cho em 2, 3, 4, 5 luôn đi. Rồi đỏ 2, 3, 4, 5. Ai lấy đỏ này, các chị lên đỏ này là đỏ hồng nhá. Không phải đỏ tươi, cũng không phải đỏ đâu đâu. Đỏ này rất là đẹp đấy. Ai lấy đỏ này, các chị lên đỏ cho em này, đỏ 2, 3, 4, 5 này. Đó, em sale hết cho các chị đẹp nhá, 99.000 một bộ. Ai lấy đỏ, các chị lên đỏ cho em này, 2, 3, 4, 5 màu đỏ này. Rồi lên cho em đỏ đô này. Đỏ đô xây 3 này. Đỏ đô xây 3 với đỏ đô xây 5, 2, 3, 5. Các chị lên đỏ đô cho em này, xây 2. Xây 2, xây 3, xây 2, 3, 4, 5 luôn này, đỏ đô này. Đó, ai lấy đỏ đô nhé, các chị lên đỏ đô cho em, form rất là rộng. Lên cho em này, đổi cho chị... chị anh cái gì hồng xây số 2 thôi, hồng xây 2 thôi. Hồng xây 3 to đó. Đó, các chị lên cho em đỏ đô nhé, 2, 3, 4, 5 nhé, màu đỏ đô này, đỏ và đỏ đô, xanh lá, xanh biển. Đó, các chị lên cho em đỏ đô này, 99.000 nhé. Ai lấy đỏ đô lên đỏ đô cho em nhé. Lấy hai bộ xanh năm ở trên. Đó, các chị lên cho em này, đỏ này, đỏ đô, đỏ tươi này, xanh lá, xanh biển này. Lên cho em màu cam này.
lên cho em màu cam nhé. Ai cam các chị lên cam, cam này em có size 3 đã này. Được chưa Yên ơi? Được chưa? Hả? Ừ thì ấn ok thì là được cái gì. Rồi lên cho em màu cam này size 3 nhé. Ai cam này các chị lên cam cho em này, cam size 3 này. Em chỉ còn cam nhé, cam size 3 thôi. Ai cam các chị lên cam cho em này. Cam size số 3. Ai lấy màu cam này các chị lên cam cho em cam size 3 này. Rồi giá đô size 2 này cho chị Anh Vũ Thị Hạnh này. Xô len size 4 là màu đỏ, đỏ đô nhá chị Khánh Minh nhá. Size 4 là đỏ đô. Rồi em còn hai bộ size 2 màu măng cụt này. Ai lấy măng cụt này các chị lên măng cụt cho em này. Size mấy? Măng cụt nhá, măng cụt em còn size số 2 này. Ai lấy măng cụt nhá các chị lên măng cụt cho em này. Măng cụt size 2 cho em. Các chị nào cao nhá. Các chị nào cao là 55, 55, 57 kg vẫn vừa. Còn các chị thấp ấy thì 55 kg đổ lại nhá. Ai lấy măng cụt các chị lên măng cụt cho em size 2 này. Các chị lên cho em xanh ngọc này. Xanh ngọc xoay số 4. Rồi xanh ngọc xoay 4 nhá. Ai xanh ngọc này các chị lên xanh ngọc cho em xoay số 4 nhá. Đó, ai xanh ngọc nhá, các chị lên xanh ngọc cho em size số 4 nhá. Rồi hết màu rồi. Đấy còn ít á. Các màu vậy nhá, em sell cho các chị đẹp. Không có tím chị. Măng cụt này cho chị Anh Vũ Thị Hạnh này. Rồi ai lấy xanh ngọc các chị lên xanh ngọc cho em này, size số 4 này. Không có chị, măng cụt có mỗi size 2 thôi. Măng cụt size 2, size 3, chị lấy size 3 đi chị Hằng Hằng. Lấy size 3 đi, form này to mà. Form này to lắm. Form này 80 kg mà còn thoải mái. Măng cụt em còn size 3. Em còn một bộ tím size 3 nữa này. Form này to lắm. Các chị lên tím này, tím size 3 này. Ai lấy tím nhá, lên tím 3 cho em, măng cụt 3. Măng cụt 2, 3, tím 3. Tím còn một bộ size 3. Măng cụt còn một bộ size 3. Măng cụt còn 2 với 3, tím còn size 3. Rồi em sale cho các chị bộ đính đá luôn nhé. Em lấy bộ hồng cho chị size số 2 rồi, lấy đổi qua size 2 rồi. Em sale cho các chị đẹp này. Bộ đính đá nhá, bộ đính đá 115.000 còn sale cho các chị đẹp 85.000 này. Đính đá này sale cho các chị 85.000.
Lên cho em màu đỏ này, đỏ. Các chị lên cho em đỏ vàng nhá, bộ đỏ vàng, bộ đính đá size số 2 này. 45 đến 55 ký vừa, 75.000. À đấy đỏ nhá, các chị lên đỏ cho em này, size số 2, 45. 45 đến 55 ký vừa, 85.000 một bộ nhá. Em sale cho các chị luôn này. Bộ đính đá nhá, thun Mỹ rất là đẹp. Đính đá mà còn rẻ hơn cả bán bộ thường nữa. Các chị lên cho em màu vàng nhá, vàng à quên, đỏ vàng. Đỏ vàng size 2 này. Lên cho em mỡ gà này. 45 đến 55 ký vừa. Nói chung là 55 ký đổ lại các chị mặc vừa size số 2. Lên cho em mỡ gà nhé. Ai mỡ gà các chị lên mỡ gà cho em này. Lên mỡ gà cho em này size số 2. 55 ký đổ lại vừa. 85k nhé. Em xe bộ đính đá cho các chị 85.000. Lên cho em bi đỏ này. Ai bi đỏ nhé, các chị lên bi đỏ cho em này. Bi đỏ nhé, 85.000 này. Ai lấy bi đỏ này, các chị lên bi đỏ cho em này. Bi đỏ size số 2. Bông nhí này, nhí đỏ size 2 này. 55kg đổ lại vừa này. Ai lấy nhí đỏ nhé, các chị lên nhí đỏ cho em này. Nhí đỏ size số 2 này. Ai lấy nhí đỏ, các chị lên nhí đỏ cho em này. Quần váy à, em còn 2 bộ size số 4. Màu xanh ngọc. Xanh lá nhé, xanh lá size số 2. Ai xanh lá này, các chị lên xanh lá cho em này. Xanh lá size 2 cho em này. Anh xếp các size này đi. Đến 150 đi. Đóng 150 đủ bao, 160 đúng không? Sâu đi. Đúng màu đi. Cứ xếp chục chục màu cái này. Đủ màu rồi đi. Hàng xô đi xếp cho 160 đi, 160 là được một bao hàng xô đó. Của bộ tím nhà, cái giấy bay đâu mất tiệt à. Không đếm màu sẽ không đếm màu, đủ màu chứ. Để cho bạn đưa cho nó bạn bán là phải đủ màu mới bán được chứ. Quần lẻ em còn mỗi màu hồng thôi chị, còn mỗi màu hồng duy nhất nhé. Đây các chị ai lấy hàng xô này, các chị em bán hàng xô cho các chị này, 155.000 một bộ xô này. Gần như là trăm, chỗ này 160 gần là gần hết luôn đấy. Các chị ai chưa có xô này, em bán xô cho các chị đẹp này. Trăm năm mươi lăm nghìn nhá, hàng xô. Xô len cho các chị. Các chị nào tranh thủ mua nhá. Tranh thủ mua, em Kim Dung bán cho các chị lâu này. Nó có size 4, size 5 thôi. Màu nào còn nhiều thì đóng nhiều. Các chị lên này 4 năm cho em từ 55kg đầu lên nhá. 55kg đầu lên các chị mặc vừa, 55 đến 63kg các chị mặc size 4 cho em. 65 70kg các chị mặc size 5 nhé. Lên cho em màu đen này 155.000 nhé. Xô len này các chị lên cho em này, xô len này em sale cho các chị lô này nhé. Anh lấy các chị lên cho em này, màu đen size 4 size 5 155.000. 4 và 5 nhé, size số hàng xô len này các chị lên cho em này. Các chị lên cho em này. 4 và 5 nhá, màu bơ này, ai lấy bơ các chị lên bơ này. 155k nhá. Ai bơ các chị lên bơ cho em này, hàng xô len này 155k nhá. Đấy, lô này em lên em sale hết cho các chị đẹp. Các chị lên cho em 155.000. Lên cho em này màu xanh ngọc này, 4 5 này. Ai lấy xanh ngọc nhá, các chị lên xanh ngọc cho em này, 4 và 5.
55 kg đến 70 kg nhé các chị vừa. Còn mỗi màu hồng thôi, chị lấy em lấy cho. Mỗi một bông hồng duy nhất à. Rồi lên cho em nhé, màu xanh ngọc này. Ai lấy xanh ngọc, các chị lên xanh ngọc cho em này. 4-5 luôn. Đó, ai lấy xanh ngọc, các chị lên xanh ngọc cho em. Đúng rồi, nay em sale cho các chị. Dạ, miễn ship thì không có đâu chị. Các chị nào muốn mua miễn ship để riêng shop em không bao giờ không có đâu nhé. Shop nào có, shop em không bao giờ có đâu. Rồi lên cho em nhé, màu vàng này. Đó, các chị tranh thủ mua nhé, không em đóng đi sạch sẽ, muốn mai muốn mua không có đâu. Em cho ta ôm hết luôn đấy, bữa trước ôm 2-3 rồi, còn 4-5 em sale các chị. Ai chưa có thì các chị tranh thủ mua. Rồi các chị lên cho em nhé, màu vàng. Ai lấy vàng nhé, các chị lên vàng em 4-5, 55-70 kg, 55-63 kg các chị mặc size 4 cho em, 65-70 kg các chị mặc size 5 nhé. Đấy, hàng Solen nhé, Solen cao cấp nhé, đẹp tuyệt vời luôn. Em sale cho các chị đẹp 55, 155 nghìn. Các chị lên cho em nhé, Solen này, màu vàng này. Em lên đủ màu nhé, các chị ai lấy màu gì các chị lên. Màu nào mà còn nhiều ấy, em xếp nhiều hơn. Em xếp còn 4-5 bộ, 10 màu đi, 10 màu đi không phải. Đủ màu cho người ta. Rồi lên cho em này, màu cổ vịt này. Ai lấy cổ vịt nhé, các chị lên cổ vịt cho em này. 4-5 luôn cổ vịt nhé. Đó, 155k này, ai cổ vịt các chị lên cổ vịt cho em này. 155.000 này. Vàng này, xanh ngọc này, bơ này, cổ vịt này, đen này. Rồi đỏ đô này. Lên đỏ đô cho em này. Giúp em bộ đỏ đô size 4 này. Rồi các chị lên đỏ đô nhé. Đỏ đô 4-5 lên cho em này. 155k này. Ai lấy đỏ đô nhé, các chị lên đỏ đô cho em này. Đó, lên đỏ đô cho em nhé. Hàng Solen này, ai lấy đỏ đô các chị lên đỏ đô này. 155.000 này. 155.000 hàng Solen thì khác gì tặng cho các chị này. Chưa đủ tiền vải luôn đấy. Chứ nói gì tới tiền thêu, hàng Solen rất là mắc. Rồi các chị lên cho em màu à. Lên cho em màu hồng ruốc này. Ai hồng ruốc nhé, lên hồng ruốc cho em 4-5 này, 155.000. Ai lấy hồng ruốc nhé, các chị lên hồng ruốc cho em này. Đó, ai lấy hồng ruốc. Chị đặt cái gì ở trên like á, bên em dạ, có gọi chốt đơn cho chị. Chứ còn bên em đâu phải tự nhiên mới giao đâu. Ra tự nhiên là giao đâu chị Bông Nguyễn. Chị muốn xác nhận đơn hàng ấy, chị chụp cho em này. Chị chụp cho em cái giấy trong gói hàng này là một này. Đây, ví dụ trong mỗi hàng, ví dụ các chị comment, ví dụ đi. Ví dụ là hồng ruốc, em có in hồng ruốc của các chị comment em bỏ vào trong này. Chị muốn em xác nhận lại đơn hàng á, chị chụp cho em cái giấy nhỏ này cùng hàng luôn. Cùng hàng luôn nhé. Đó, để cho em, cho nhân viên nó kiểm tra cho chị nhé. Chứ còn các chị cứ nói không không vậy, không ai nhìn thấy được để kiểm tra đâu chị. Rồi hồng ruốc size 4 này cho chị Khánh Minh này. Chứ còn trước khi á, trước khi bên em giao hàng, nhân viên em đều alo chị. À chị Bông Nguyễn à, chị có hai bộ, ví dụ đi bộ Solen màu xanh với màu đỏ. Đó, chị bảo ừ đúng rồi, nhưng mới gửi chứ không phải các chị đặt trên like tự nhiên em bốc em gửi luôn. Đó, các chị phải ok, nhân viên em nó mới gửi, các chị không ok không bao giờ nó gửi đâu. Các chị lên cho em nhé, màu cam đất. Bởi vậy muốn xác nhận lại đơn hàng đúng hay sai á, chị chụp qua nhé, nhân viên em nó kiểm tra đơn cho chị. Rồi các chị lên cho em này, màu cam đất này. 4 và 5 nhá. Ai lấy cam đất, các chị lên cam đất cho em size 4 và size 5 này. 4 và 5 lên cho em nhé, cam đất này. Rút cho em bộ này size 4 đi. Rồi bộ đỏ đô 85 kg à, 85 kg không vừa đâu chị.
85 kg không vừa nhé. Bộ em đang mặc là bộ vải lay rông chị. Cách tân số 5 à, cách tân số 5 Kim Dung còn à. Còn màu xanh biển, màu đen, màu hồng đang mặc. Với đỏ đô còn 4 màu. Hồng là 1, đỏ đô là 2, xanh biển là 3, đen là 4, còn 4 màu nhá. Chị lấy màu nào thì lên 99.000. Rồi các chị lên cho em này. Cam đất nhá, cam đất kèm size lên cho em 4 và 5 nhá. Lên cho em tím cẩm này, tím cẩm giống em đang treo nhá. Em treo các chị 155.000. Đó các chị ai tím cẩm lên tím cẩm cho em. Rồi lên cho em màu à, màu tím môn nữa này. Ai tím môn nhá, các chị lên tím môn. Tím môn 4 năm luôn. 55 đến 70 kg nhá. Đó, ai lấy tím môn các chị lên tím môn cho em này. Tím trên này em treo là tím cẩm. Em có tím Huế, tím cẩm, tím môn 3 màu nhá. Lên cho em này màu tím môn này. Đấy, em đang bán là xô len nhé, xô len sale cho các chị 155.000 xô len. Em thật, đố các chị mua được ở đâu xô len 175.000 giống em bán thôi, chứ em chưa nói đến 155.000. Chưa một ai bán xô len 175.000. Em còn bán cho các chị 175.000 mà nay còn tăng các chị yêu 155.000 là tặng luôn đấy, chứ không phải bán này nữa đâu. Em sẽ còn ít á, em sell nốt cho các chị còn nhiều á, em cho người ta bốc hết luôn, sell hết luôn. Sell cho người ta ôm 2-3, bây giờ còn 4-5 cho ôm nốt nữa là hết. Đấy, lấy màu gì thì lấy nhá, tiên kim này. Màu hai bộ xẻ tà, màu hồng và măng cụt 56 kg. Bộ em đang mặc à, chị Lê Hiếu. Rồi ok chị này. Rồi lên cho em màu tím nhá, 155.000. Ôi xô len 155.000 bán tới đâu à. Xót ruột tuyệt vật tới đấy luôn. Lên cho em màu tím Huế này, ai tím Huế các chị lên tím Huế này. 4 và 5 nhá. Đó, từ 55 kg đầu lên là các chị mặc được. Lên cho em tím Huế này, rồi em còn một màu xanh đen nữa là hết nhá. Ai xanh đen này các chị lên xanh đen này. Lên xanh đen cho em nhé. Ôi ai xanh đen cho em, lên xanh đen cho em này. Xô len 155.000. Quá là bánh bèo. Đó các chị lên cho em nhé, 155.000. Ai xanh đen các chị lên xanh đen cho em. Rồi bộ em mặc là màu hồng nhá. Bộ em mặc màu hồng đẹp mà. Hồng ở đâu phải hồng à, hồng tươi đâu, hồng này rất đẹp luôn. Không có cam đâu, cam xanh 5 không còn đâu tia tiên kim ơi. Lấy xanh biển với đỏ đâu nhá, không còn cam. Cho chị bộ em đang mặc màu hồng này. Hết rồi, cái bộ em mặc này chủ yếu có chị chốt hồng với đen lên em còn. Hồng với đen này. Em lên đen nhiều nên có đen nhiều bán cho các chị đẹp. Đấy hồng em mặc này. Trời ơi co giãn thì cực sướng rồi các chị. Các chị đã mua được hàng này các chị biết ha. Đó đẹp tuyệt vời. Hôm qua bảo mua giấy lên cứ quên rồi. Mua thì qua gặp rồi. Rồi các chị đẹp à, ai chốt cách tân các chị lên cho em nhé, bộ cách tân. Ôi dồn đơn bữa trước à, dồn đơn bữa trước, nếu mà đơn còn thì dồn nhá, đơn không còn thì không dồn được.
Rồi em lên cho các chị này. Bộ ống rộng đi, em còn ít này, em treo tặng các chị luôn nhé. Bộ ống rộng nhé, các chị lên này, ống rộng cho em này. Ai lấy cách tân em mặc nhé, các chị lên. Lên đỏ đô này, đỏ đô em còn size à. Đỏ đô em còn size 2, 4, 5 này. Bộ ống rộng dài này, sale cho các chị đẹp 125.000 cho nó xuống này. Hiện nay em sale hết luôn đi cho nó hết. Sale tặng các chị hết luôn á. Còn gì em sale đấy. Bán ế quá sale hết đi. Rồi tím Huế này, size 4, cam đất size 4 này cho chị Xuyên Lê này. Rồi, ok, hôm qua Kim Dung nhận được rồi, khú khô bò ngon lắm. Nhận được rồi, ăn rồi, chị Phụng Lưu Phục Loan cảm ơn chị nhiều nhé. Rồi, ok, chị Xuyên Lê này. Xuyên Lê ơi, lên số điện thoại cho em chị. Chị chốt đơn kèm số điện thoại giúp em nhé. Size 5 cách tân ấy, còn đúng màu hồng là 1, màu đen là 2, màu đỏ đô là 3, màu xanh biển là 4, xanh biển còn đúng một bộ duy nhất kìa kìa, đỏ đô cũng còn đúng một bộ duy nhất size 5. Còn hồng với đen thôi, còn ngoài ra không còn màu gì size 5 nữa. Size 2, 3 thì còn nhiều màu hơn một chút, 4, 5 là hết. Bộ em đang mặc nhá, em sale 99.000 một bộ cách tân em mặc nhá, em sale 99.000. Đó các chị ai bộ em mặc, các chị lên bộ em mặc. Nói chung là form này form to. Các chị nào mà từ 50kg đổ lên các chị hãy mặc bộ cách tân này. Dưới 50kg em nói là về phải bóp lại đấy. Size 2 là em bán size nhỏ nhất, 50kg các chị đổ lên nhá, các chị vừa. Rồi các chị lên, ở đây các chị ai thích bộ rồi em mặc này em lên lại lần nữa xong em sale cái này cho các chị. Đấy các chị ai thích ca. Rồi ok chị này, lên lại số cho em đi, có chữ Y đằng sau vậy. Chị lên số không đủ đâu. 2, 4, 6, 8, 9, chữ Y đằng sau nó không đủ đâu chị. Đây xanh biển này em còn size 2, 3, 4. 2, 3, 4 này 5 tiên kim chốt rồi là em còn 2, 3, 2, 3, 4 này. 2, 3, 4 xanh biển nhá. Các chị nào cao size 4, 70kg vẫn vừa. Rồi các chị nào thấp ý thì 65, 67kg, 68kg đổ lại vẫn mặc được size 4 nhá. Em sale hết 99.000 đồng bộ em đang mặc này. Ai xanh biển, các chị lên xanh biển cho em này, 2, 3, 4 này. Size 4 là này phải bằng size 5, size 5 là phải bằng size 6 rồi. Đó, các chị lên cho em này, xanh biển này. Size 2, 3, 4, size 4 là 68kg mặc được. Rồi, các chị lên cho em nhé, xanh biển. 2, 3, 4 lên cho em này. Đấy là bộ em mặc đấy, em sale tặng các chị đẹp. 99.000 đồng. Ai xanh biển, các chị lên xanh biển này. Các chị lên cho em là màu đỏ này. Đỏ này là đỏ hồng nhá. Chị chốt xanh biển với đỏ đâu đây rồi nhá. Tiên kim này. Chốt xanh biển với đỏ đâu đây rồi. Rồi ok chị Xuyên Lê này. Xây 4 này. Chị Huế với cam đất này. Cho em bộ... tím Huế, tím tím Huế xây 4 với bộ cam đất. Cam đất đây. Tím Huế đây. Đây xây 4 này. Á, Solen bán 2 xây to mà bán giá sale cho các chị đẹp 155.000. Như bánh bèo luôn. Ồ, các chị lên cho em màu đỏ này, đỏ 2, 3, 4 này. Đỏ này 2, 3, 4 nhá, hết 5 này. Đó, size 4 nó to như size 5 luôn nên các chị thoải mái luôn nhé. Lên cho em màu đỏ này, ai lấy cách tân này các chị lên này. Bộ em đang mặc á, lên cho em này. Lên đỏ cho em này, 2, 3, 4 này. Lên cho em màu đen này là em còn đủ size 2, 3, 4, 5 này. Không biết là cục trong là cục màu gì nhỉ, có size 5 màu gì nữa nhỉ. Anh thử coi em cái bên trong cùng trên kệ coi size 5 còn màu gì cái này đấy. Ở đây nhìn được có mỗi 3 màu, 4 màu. Còn đóng hết. Thì đóng cho đi hết đi, giữ làm cái gì. Bán như vậy.
trước này đang xeo mệt thế mẹ luôn. Đây này, còn màu gì nữa? Đen hồng. Rồi lên cho em màu đen nhé, đen size 2, 3, 4, 5 này. Ai đen nhé, các chị lên đen em 2, 3, 4, 5 này. Đấy bộ em đang mặc. Đấy phải đúng không? Cái nam còn mỗi đen với hồng. Mỗi rồi ai mua size 5 còn mỗi đen với hồng thôi nhá. Đồ đi chùa em hết rồi. Đấy là hàng khác. Rồi khỏi lên cách tân đấy, cách tân đấy. Em còn vậy nhá các chị, ai chốt các chị lên. Rồi em sale ống rộng dài cho các chị nhá, 125.000. Các chị lên cho em này, màu đỏ đô nhá, đỏ đô em còn size 2, size 4, size 5. 125k cho các chị đẹp này. Sale luôn này, sale luôn mẫu siêu phẩm cho các chị luôn này. Ai đỏ đô các chị lên đỏ đô cho em này, 125.000. À cái này hàng bom về còn chưa mua được giá này mà nay còn hàng cây mà em còn sale vậy. Các chị lên đỏ đô nhá, size 2, size 4, size 5. 125k cho em này. Ai đấy đỏ đô các chị lên đỏ đô nhá. Màu cam em còn tới size 4 này, các chị nào ai chốt màu cam này, em còn tới còn bộ size 4 này này. Cam 3 chứ không phải cam 4, cam 3. Lên cho em màu vàng da này. Rồi số 2 đen thui. Má còn đen thui nữa mới đau chứ. Đen này cho chị tính tiền tỷ này. Đồ bộ theo phía sau em hả? 145k chị. Rồi ok chị. Rồi lên cho em này màu vàng da này, 125k này. Vàng da đủ size 2, 3, 4, 5 này. Ai chốt vàng da các chị lên vàng da cho em 2, 3, 4, 5 125k luôn này. Đấy, bán đồng giá cho các chị đẹp. Trời ơi vừa. À cái gì? Số 2 đen thui 125k làm gì có chị. Trời ơi, tưởng đâu bộ đen này, tí nữa là chốt bộ đen này, gỡ mồm. Đen không có đâu. Trời ơi, em lên màu nào em bán màu đấy thôi, không có màu như các chị tự chốt đâu nhá. Lên cho em này màu vàng da 2, 3, 4, 5 này. Ai lấy vàng da nhá, các chị lên vàng da cho em 2, 3, 4, 5. Vàng da này các chị lên vàng da cho em này. 2 3 4 5 này. Lên cho em này màu màu xanh bích này, xanh bích size 2 này. Ai xanh bích này các chị lên xanh bích cho em này, size số 2 này. 60 kg à? 60kg, từ từ em coi size 3 còn màu gì. Rồi lên cho em xanh bích size 2 nhé. 55kg đầu lại vừa này. Ai lấy xanh bích các chị lên xanh bích cho em này, size số 2 này. Xanh bích size 2 nhé, 65kg đầu lại vừa. Size 2 là em còn nhiều màu đẹp lắm. Ai xanh bích này các chị lên xanh bích này. Lên cho em màu màu ghi này. Màu ghi size 2 nhé. 45 đến 55kg vừa màu ghi này. Đó, em sale hết cho các chị đẹp nhé. Còn ít bộ em sale hết. Các chị lên cho em nhé màu ghi này. Hả? Đây này còn đống như này. Mỗi size 80 đi. Vậy là còn dư bộ size 5. Để lại bộ... cho vàng đi, để lại bộ tím môn cho em. Bộ trên cùng á. Để mẹ lại bộ hồng ruốc đi. Mời đi. Ừ. Cho bộ tím đi. Để là còn dư có một. Xong hết xe 5 thì định 80 xe 4 nữa. Để cho hết sạch đó là hết sạch sẽ luôn.
Rồi lên cho em màu ghi nhá, ghi này. Màu ghi size số 2 nhá, 55 kg đổ lại vừa. Em sale hết cho các chị đẹp đây. Các chị lên cho em màu ghi này. Ai lấy ghi các chị lên ghi cho em size số 2. Bà ba chị lên tốn qua nó chỉ có bà ba như vậy thôi em. Bộ đen đó 99.000 thôi chị. Em sale 99.000 thôi, tính tiền tỷ. Màu vàng da size 5 này cho chị Trần Lâm này. Em còn ít bộ em sale hết cho các chị. Còn nhiều thì xếp cho khách xỉ được, chứ còn ít là em sale hết luôn cho các chị về, các chị mặc đẹp, các chị còn ủng hộ em lâu dài ha. Còn chia sẻ bài cho em Kim Dung nữa chứ nhỉ. Rồi cho chị Trần Lâm này, vàng da này. Rồi các chị lên xanh lá cho em 2, 3, 4, 5 này. Rồi bộ em mặc sale 99.000 nhé. Bộ em mặc sale 99.000. Đó, chị lấy bộ đen đấy 99.000 nhé, tính tiền tỷ. Rồi các chị lên cho em màu xanh này. Ai lấy xanh các chị lên xanh cho em này, 2, 3, 4, 5 này. 2, 3, 4, 5 nhé, màu xanh, ai xanh lên xanh cho em này. 2, 3, 4, 5 nhé. Rồi ok chị, em nói thật các chị, toàn bộ hàng lai dông đẹp. Em sale tặng các chị 99.000. Trời ơi, quá rẻ, quá đẹp luôn. Giết thì em Kim Dung bán cứ phá giá kiểu này. Lời lãi chẳng thấy, chỉ thấy suốt ngày lỗ thôi. Shop có chốt không? Shop có chốt không làm sao chị? Bán hàng thì phải chốt đơn cho khách chị. Rồi xanh 65 kg này cho chị Trần Lâm này. Rồi xanh này cho chị Trần Lâm này. Các chị ai lấy xanh các chị lên màu xanh cho em nhé, kèm size lên. Đó, em sale hết 125.000 cho các chị. Nguyên bộ ống rộng lay rông rất là đẹp luôn. Các chị nhận hàng rồi ha. Các chị thấy đấy, nó đẹp dã man cỡ nào. Em sale hết cho các chị luôn. Ai mặc size 2 ấy, size 2 em còn nhiều màu đẹp lắm. Riêng size 2 em còn tất cả các màu ở các size khác không có. Thế nó mới đẻo. Rồi em lên size khác cho các chị đẹp này. Size 3 này. Rồi xanh 3 còn một bộ này cho chị tính tiền tỷ này. Các chị lên đỏ đô đi, đỏ đô em, đỏ đô rất đẹp á. Đỏ đô đẹp lắm luôn ấy, các chị lên đỏ đô đi. Đẹp tuyệt vời luôn, em nói em bao đẹp các chị toàn quốc. Các chị lên màu xanh đi, lên đỏ đô này. Đỏ đô em còn 235 này. Trời ơi, bữa trước kiếm bộ size 3 cho ai này không tìm được. Giờ bắt đầu thấy nó lòi ra này. 2345 nhé, đỏ đô. 2345 các chị lên cho em đỏ đô này. Tiếp 125.000 bộ đẹp như thế này, chắc chết luôn đấy. Các chị lên cho em đỏ đô nhé, 2345 này. Đẹp chưa? Rũ rượi, đẹp tuyệt vời luôn. Ai lấy đỏ đô, các chị lên đỏ đô cho em 2345. Em sale hết. Các chị lên cho em này màu lam nhạt. Ai lấy lam nhạt này các chị lên lam nhạt cho em 234. 234 nhá, không có 5 đâu, 234 lam nhạt này. Ai lấy là màu lam nhạt các chị lên cho em là lam nhá, màu lam nhạt này. Đó, em sale nhá 125.000. 165.000 em bán khuyến mãi cho các chị 145.000. Hay em sale có 125.000 nên các chị thoải mái. A à, hồ các chị mặc cho sung sướng này. Đó, lên cho em nhé, màu lam nhạt. 234. Ai lấy lam nhạt các chị lên lam nhạt cho em này, 234 này. Rồi size 4 em còn mấy bộ này. Các chị lên lam nhạt đỏ đô và xanh size 4 cho em nhé, 60-65 kg. Size 4 em còn 3 màu này, đỏ đô, màu lam nhạt và màu xanh nhé. Đó, ai lấy size 4 các chị lên size 4 em còn 3 màu. Rồi đỏ đô 4 này cho chị Khúc Phạm Thị này. Đó, em sale hết cho chị 125.000.
còn 3 màu nhá. 3 bộ 3 màu, ai lấy size 4 em còn 3 màu. Đúng 3 bộ 3 màu size 4 nhá. Ai lấy các chị lên cho em này. Rồi, chị lấy là màu vàng da nhá, chứ em không có màu da. Vàng da. Chứ mất công mai mốt để bảo chị mua màu da xong rồi vàng da. Vàng da chị nhá, size 5 này, đỏ đô size 5 này. Rồi size 5 em còn đúng 2 bộ này nữa cho chị này. Đó, em sale hết các chị đẹp. Nhớ lên chia sẻ ủng hộ em nhá. Em sale hết cho toàn đồ đẹp cho các chị luôn nhá. Ôi trời ơi, bán này chắc em chết. Ship thì 30.000 đồng mà bán sale kiểu này chắc vỡ mồm. Chắc phải để tự các chị chịu ship thôi. Bưu điện cân ký tính tiền thôi. Bộ em đang mặc em sale 99.000 nhá. Chị Nguyễn Thị Tuyết. Số 5 em còn mấy bộ đây này. Tờ đô 60kg cho chị Võ Thị Mỹ này. 60kg này. Đâu nhỉ? Rồi cho chị Võ Thị Mỹ này. Đó, em sale hết cho các chị đẹp nhá. À, số 5 nhá, em còn mấy bộ đây. Quần ống nhỏ thì các chị chốt mẫu này giúp em rồi. Mẫu này từ từ lên em sale nốt cho các chị đẹp. Cho em bộ đỏ đô 50kg này, ok này. Đẹp lắm, bộ này mặc dễ thương lắm ấy. Các chị mua rồi đấy, các chị thấy ấy. Bây giờ còn ít ấy, em Kim Dung sale hết. Trời ơi, size 2 thì Kim Dung còn nhiều màu đẹp lắm. Rồi đỏ đô size 3, 4, 5. Ngô Gia Lộc. Chị bao nhiêu ký mà chị chốt cả 3, 4, 5 Ngô Gia Lộc lên số ký cho em. Kèm số điện thoại luôn nhé, Ngô Gia Lộc. Cam nhạt với màu ghi. Không, không dồn đơn trước được chị. Đơn hôm nay ngày mai đi em không cho dồn đơn nhiều chị. Công Võ này. Lam nhạt này. 65kg. Lam nhạt em còn size 4 này. Với màu ghi. Màu ghi em không còn size 4 đâu chị. Màu ghi em còn mỗi size 2 thôi. Rồi size 4 em còn duy nhất. Một bộ duy nhất nhé. Size màu xanh lá này. Các chị lên màu xanh cho em size 2, 4, 5 xanh nhé. Size 4 em còn duy nhất một bộ nữa này. Đây, đây, đây còn mấy bộ thì size 3 à. Rồi size 4 em còn duy nhất một bộ nhé. Ai chốt các chị lên. Các chị lên màu vàng da này cho em là size 2, 3 nữa thôi này. Vàng da đẹp lắm. Các chị lên 2, 3 cho em. Đây các chị lên cho em này màu. Năm để đấy. Đủ hết còn dư kia. Còn đủ đâu. 4 gì hết rồi. Kệ vậy anh cho cả cục dây 5 đi. Giờ nó đang cột đấy. Ừ. Cho 160 đi. Đây 4. 1, 2, 3, 4 mới được 5 à. Vậy cứ mà hết chỗ này chẳng đủ 160. Đây, đây anh. Các chị ai xô len nữa không? Ai xô len nữa không? Em cho đi hết rồi, các chị không mua nổi xô len nhà em. Giá bánh bèo này nữa đâu đây này. Đây cục nữa này. Vậy là đủ. Còn thứ 30 nữa đúng không? Thoải mái mà. Mẫu này có khác không? Chờ mẫu đi mẫu khác. Đừng. Giá bán bớt đi. À, suốt ngày sale mệt hết cả một. Không, mà đưa. Ông vào. Đỏ đô 60kg đỏ đô này cho chị Ngô Phấn này. Đỏ đô size 3. Em còn một bộ này. Cho chị Ngô Phấn này. Rồi em còn mỗi đỏ đô size 2 thôi nhá các chị đẹp nhá. Đỏ đô em còn mỗi size 2 nữa thôi. Em hết các size rồi này. May lại có quà ăn rồi. Quả Ninh buồn. Đỏ đô ống to 56kg Tàu Việt. Ống to nữa hả? Ôi em còn mỗi đỏ đô size 2 thôi. Các chị đẹp ơi. Ba nhắc em cục size 3 đây cho em có đỏ đô không? Màu gì đâu. Đỏ
Hết rồi, đỏ đô em còn mỗi size 2 thôi chị Tào Việt ơi, em hết rồi chị. Rồi đỏ đô size 5 em hết rồi. Bộ vàng da size 5 hả? Vàng da size 5 cũng hết rồi chị. Đây size 5 em còn 3 bộ này. Size 5 em còn 3 bộ nhé. Đây các chị đẹp nào size 5 này, size 5 em còn xanh lá này. Ai xanh lá size 5 này các chị lên cho em này. Đó em sale hết cho các chị đẹp nhá. Ai xanh lá này các chị lên xanh lá cho em này. Em nói thật các chị nào mà chưa mua được sô len em sale 155.000. Toàn size to 4 và 5. Các chị là mua đi nhá. Mua đi tranh thủ mua đi các chị đẹp này. Đấy các chị lên cho em nhá, xanh lá này. Đó xanh lá size 5 này. Nghe máy đi Viên ơi. Rồi lên cho em là màu xanh lam này, xanh lam em còn 2 bộ này. Vàng da em hết size 5 rồi này. Chị 47kg cao 1m52 mặc size 2 cho em nhé, chị Nguyễn Thị Tuyết nhé. Đồ em đang mặc á, đồ em đang mặc chị bao nhiêu ký, lên số ký đi. Lên số ký thì em coi nhé chị Kim Loan. Công võ vàng da, vàng da, vàng da em còn 23 thôi các chị đẹp. Đây size 5 em còn màu này này. Ồ chị đi Đà Nẵng mua được tiếc quá. Tiếc gì chị cứ mua đi. Không không có đen chị. Một bộ là size 2. Một bộ size. Một bộ xanh lá size 2. Lý Huân lên số điện thoại cho em này. Có em có quần ống rộng trắng đen luôn chị. 60.000 một quần chị. Màu hồng. Màu tím. Đấy là màu của bộ thôi. Một bộ đấy à. Để lại màu hồng đi. Rồi lên cho em này, size 5 này, size 5 em còn bộ xanh lam này. Xanh lam này em có 2 và 5 nhá. Ai xanh lam này, các chị lên xanh lam cho em còn 2 bộ size 5 này. Đó, size 5 em còn xanh lá này, xanh lam này. Ai lấy xanh lá, xanh lam các chị lên xanh lá, xanh lam lên cho em này. Xanh lá, xanh lam. Rồi size 5 này các chị lên cho em màu hồng. Đấy em còn 3 bộ, 3 màu hở, 3 màu size 5 vậy nữa thôi hết rồi. Bây giờ các chị mua size 2 là em còn nhiều màu nhất. Em còn tới 10 màu size 2 lận. Các chị lên cho em màu hồng nhá, hồng size 5 này. Đó, ai lấy hồng nhá, các chị lên hồng cho em này, size số 5 này. Đóng luôn không? Hồng size 5 lên cho em nhá. Đó, ai lấy hồng, các chị lên hồng cho em, size số 5. Đó, ai lấy hồng các chị lên hồng đấy, ba bộ size 5 nhé, ba màu size 5. À quên em ơi, quần váy em lại chị, quần váy em còn mỗi quần váy lẻ bông thôi, quần váy ngắn lẻ bông nhá. Rồi lên cho em này màu ghi này, màu ghi size số 3 nhé. Ai lấy màu ghi các chị lên màu ghi em size 3 này, 60kg đổ lại vừa. Size 4 em còn đúng một bộ xanh lá. Size 5 em còn 3 màu. Rồi cho chị Tiên Nguyễn này, hồng size 5 này. Xanh lam đẹp lắm đấy, các chị chốt xanh lam đi, xanh lam đẹp lắm luôn đấy. Chị Ly Huân này, chị chốt thì kèm số điện thoại lên giúp em. À lấy màu ghi nhá, 60kg đầu lại vừa, các chị lên em là màu ghi này. Nè, rớt đúng size 2 còn nhiều. Đấy còn là xanh lá, xanh lam, xanh năm ai chốt các chị lên. Rồi màu ghi này, ghi C3 này. Hồng 5 em chốt rồi. Rồi các chị lên màu vàng da 23 này. Ôi anh, ngoài kia còn cái size gì vậy? Bỏ đem bán thôi. À đây hồng 5 này cho chị tính tiền tỷ này. 5 đấy nữa à. Tưởng hết rồi. Tưởng hết rồi, từ nãy giờ tưởng hết rồi. Rồi các chị lên vàng da còn size 5 ở đấy không anh? Hết chưa? Rồi size 5 này em xanh lá, xanh lam, ai chốt các chị lên cho em size 5 nhá, vẫn xanh lá với xanh lam thôi. Các chị nào lấy vàng da em còn 2 3 4 này. Ai lấy vàng da các chị lên cho em là vàng da 2 3 4 này. Đó, em sale hết cho các chị đẹp nhá.
ai lấy vàng da các chị lên cho em là vàng da 234 vàng da ở bên ngoài đẹp lắm luôn đấy. Xanh lá xanh 4 này cho chị Cúc Phạm Thị này. Còn đúng bộ xanh 4 này. Không, vàng da 234, em còn vàng da 234 nữa. Đâu nhỉ, xanh lá xanh 4. Anh tìm em cái bộ xanh lá này xanh 4, còn mỗi bộ em để đâu? Nãy mới cầm nên không biết nhét rồi. Rồi lên cho em nhé, màu vàng da 234 luôn này. Màu vàng da này bên ngoài á đẹp lắm các chị nhá, đừng có coi thường vàng da bên ngoài, các chị mặc đẹp lắm. Ai đã bữa trước đã mua vàng da rồi các chị thấy đấy, vàng da màu đẹp lắm. Ở bên ngoài ấy mặc rất đẹp. Rồi size 2 chờ em tí này. Bộ xanh lá size 2 cho chị Lý Huân này. Xanh lá size 2 này cho chị Lý Huân này. Nó bọc em ấy. Rồi vừa chị. Vàng da này cho chị Công Võ này. Size số 4 này. Các chị chốt vàng da đi, vàng da đẹp lắm. Rồi vàng da size 4 này cho chị Tiên Nguyễn này. 75kg cao vừa chị, thấp không vừa đâu, cao vừa nhé. Rồi size 2 đen xanh lam. Xanh lam thôi chị, không có đen đâu nhá. Đen em không có đâu. Xanh lam thôi chị. Rồi xanh lam này. Chị lấy xanh đen nhá, xanh đen em có chứ không có đen đâu chị Nguyễn Thị Tuyết. Rồi vàng da 23 này cho chị Tính Tiền Tỷ này. Em nói thật các chị, mẫu này đẹp tuyệt vời. Em bao các chị phải nói là đẹp. Đẹp từ A đến Z luôn. Size 2 còn nhiều màu đẹp lắm các chị. Size 2 55kg đổ lại vừa nhá. Rồi vàng da này, các chị ai chốt vàng da lên nhá, 23 này. Đó, ai chốt vàng da, các chị lên vàng da cho em 23. 234, vàng da em còn 234. Size 5 em còn xanh lá, xanh lam. Ai chốt xanh lam các chị lên. Rồi cho chị vàng da này 60kg size 4 luôn này. Vàng da đẹp lắm các chị ơi, đừng có tưởng vàng da em nói thật là đẹp mỹ mãn luôn. Đây các chị size 2 này. Thật sự là size 2 em còn nhiều màu đẹp lắm. Các chị biết cái màu ghi này này. Em bữa em mặc lên đấy các chị là phải nói là ai cũng thích. Tranh nhau chốt và còn không có luôn đấy. Còn sót bộ size 2 đây này, 75kg phải cao chị. 1m57 à. 1m57 mặc được á. Lên cho em nhá, màu ghi này, màu ghi rất đẹp nhá. Size số 2 này em còn một bộ này đẹp lắm, màu này đẹp tuyệt vời. Các chị nghe dạ em, các chị mua màu ghi size 2 này. Các chị lên cho em màu lam nhạt. Lên cho em màu lam nhạt nhá, lam nhạt 234. Ai lấy màu lam nhạt nhá, các chị lên lam nhạt cho em này. Rồi cho chị màu xanh đen này. Và vàng da này. Rồi xanh đen này, vàng da nãy lấy rồi. Xanh lam á, xanh đen lam và vàng da hả? Rồi. Vậy là chị không lấy màu xanh lam nữa phải không? Phải lấy màu vàng da. Rồi lên cho em màu lam nhạt nhá, lam nhạt 234 này. Size 4 em còn một bộ lam nhạt. Ai lấy màu lam nhạt nhá, các chị lên lam nhạt cho em này. 234 nhá. Trời, 125.000 bộ ống rộng đẹp như thế, thêu đẹp như thế này. Này là em sale cho các chị luôn. Tại vì đâu lẻ màu lẻ size rồi. Sale hết cho các chị đẹp luôn. Rồi các chị lên cho em màu lam nhạt. Lam nhạt vàng da màu ghi size 2 màu hồng này. Hồng này em còn 24 này. Rồi size 5 là còn nhiều, size 2 nhiều nhất. Lên cho em nhé màu hồng, hồng này em còn 24 này. Hồng nhá, hồng em còn size 2, size 4. Ai lấy hồng các chị lên hồng cho em này. 2 và 4 này. Hồng size 2 này ok cho Phụng Ly, Phụng Lan này. Các chị lên cho em hồng 2, hồng 4 này.
Quá trời ơi, 125.000 như này chắc em chết. Suốt ngày em đi bán hàng sale thôi. Ế quá, suốt ngày đi sale. Lên thì lên hết hơi xong rồi bán sale cho các chị. Hồng 2 này. Màu ghi 75kg không có. 75kg em vay 5 em còn đúng 2 màu. Màu xanh lam với lại màu xanh lá. Ai chốt xanh lam nhá, các chị chốt xanh lam, xanh lá lên cho em thôi. Không còn màu gì nữa đâu. Của xanh đen của Nguyễn Thị Tuyết mà anh. Hai cái một chỗ. Hai cái chỗ, hai cái hai bộ đây. Để em in lại này. Rồi màu ghi 53kg này cho chị Phúc Trần này. Đâu rồi nhỉ? Rồi cho chị Phúc Trần này. Lấy hồng 2, hồng 4 à? Hay là lấy mỗi hồng 2 đây bà kia? Rồi còn hai bộ hồng cho hai người đó là hết này. Hai bộ hồng, còn bộ hồng 2 nữa. Ai lấy hồng 2 các chị lên cho em. Rồi các chị lên cho em màu lam này. Màu lam này đẹp lắm nhá. Màu lam này em có size 2. Ai màu lam này các chị lên màu lam này. Màu lam đẹp tuyệt vời nhá các chị đẹp nhá. Ai lấy màu lam các chị 45 đến 55kg vừa. Các chị lên cho em là màu lam này. Rồi thanh lê này lấy 2 màu size 5 này. Em còn đúng 2 màu à. Không còn màu gì hết. Các chị nào size 5 nhá, em còn 2 bộ size 5 nữa nhá. Rồi màu lam này các chị ai lấy màu lam này. Màu lam này đẹp lắm. Lên màu lam cho em nhé. Màu lam size 2 thôi. Đẹp lắm. Nói chung là em mặc thử bộ cho các chị mê này. Nói chung là màu nào cũng đẹp. Bữa em bán lô hàng mới về là em mặc đủ màu rồi. Màu nào cũng đẹp. Đẹp lắm các chị. Bộ ống rộng này. Vải thì dây rông mềm mượt. Còn ít bộ em sale hết cho các chị luôn. Đẹp à. Rồi 55kg các chị đổ lại vừa. Các chị nào thấp là 50-52kg. Cao 55kg mà đổ lại vừa nhé. Chị thấy đẹp chưa? Đó em kẹp bớt đằng sau lại. Xinh chưa? Trời ơi 125.000 một bộ đẹp chưa này. Chất vải thì các chị không cần phải lo. Để đấy em Kim Dung lo cho. Đẹp chưa? Các chị chốt màu lam size 2 cho em. 55kg đổ lại vừa. Các chị nào thấp nhé thì 50-52kg đổ lại. Đẹp chưa? Em mặc rộng hay em mặc vừa nó đẹp lắm. Đấy, dễ thương chưa? 125.000 co giãn cực sướng. Đẹp lắm. Mẫu này đẹp lắm. Em sale hết cho các chị luôn. Các chị biết tính em cứ bán còn vài bộ là em sale hồ. Toàn sale cho các chị không. Đấy các chị lên màu lam. Lam em còn mỗi size 2 thôi. Màu nào cũng đẹp. Em lấy thật các chị màu nào cũng đẹp. Các chị lên cho em màu ghi màu lam nhạt đi, màu lam nhạt nữa nhá. Màu lam nhạt thì em còn size 2, 3, 4. Bây giờ size 4 này, size 4 em còn 2 màu. Size 4 em còn lam nhạt và màu vàng da size 4 này. Size 5 em còn màu xanh lá và màu xanh lam size 5 này. 5 xanh lá, xanh lam, 4 lam nhạt, vàng da. Size 3 em còn xanh lá, em còn lam nhạt, em còn vàng da. Em còn màu... màu ghi này nữa nhá là size 3, size 3 còn 4 màu. Size 3 là màu ghi này. Màu ghi này, màu lam nhạt với màu vàng da với màu xanh lá nhá, size 3 nhá. Đấy, size 3 em còn. Size 3 em còn 4 màu. Còn size 2 thì em còn nhiều hơn. Đấy các chị ai lấy các chị lên cho em. Đẹp lắm. Các chị lên đỏ đô, ai size 2 các chị lên đỏ đô nữa cho em. Không lấy màu, màu gì, không lấy màu gì. Số lớn em còn đúng 2 bộ đây này chị. Mỗi xanh lam với xanh lá thôi. Các chị ai số lớn này, các chị lên cho em này, xanh lam, xanh lá này. Nhá, size 5 nhá, em còn mỗi xanh lam với xanh lá thôi, màu nào cũng đẹp. Đây em mặc xanh lam cho các chị đẹp này. Xanh lam em còn size 2 nữa nhá. Ai lấy xanh lam các chị lên xanh lam cho em. Xanh lam em còn size 2, size 5.
xanh lam cũng rất là đẹp. Á à, được mẹ, bật lên phát đúng quay hàng. Xanh lam cũng rất là dễ thương luôn. Xanh lam em còn size 2 và size 5. Ai xanh lam các chị lên xanh lam cho em. Rồi em sale hết luôn đây các chị. Sale gọi là sale sập sàn ha. Đó xanh lam này, chị thấy đẹp chưa? Đó. Em lấy màu nào cũng đẹp, bộ ống rộng này. Em mặc rất là rộng. Rất là rộng luôn cho các chị vậy. Đây kẹp lại như này nó vừa. Đấy xanh lam đẹp mà. Các chị lên xanh lam đi, xanh lam em còn size 2, size 5 này. Đó, đẹp tuyệt vời. Ai xanh lam nhé, các chị lên xanh lam 2 với 5 cho em. Đó, màu xanh lam đẹp, màu gì cũng đẹp đấy các chị. Em thích bộ xẻ tà theo bô đê màu đen với màu rêu. Màu đen với màu rêu à, màu đen size 2 như còn mà. Xẻ tà, đà, xẻ tà bô đê gì? Size 2 ở bên trong ấy, bên trong cùng nhất ấy. Màu đen thì như còn đấy, hôm bữa là ai xả đơn hay ai giữ đơn bị xả ấy. Nên đã có màu đen. Đấy các chị ai lấy màu gì nữa các chị lên. Rồi em lên cho các chị này, bộ này nhá, bộ ống nhỏ nhá. Bộ ống nhỏ này 145.000 giá sale đấy. Đen với rêu. Rêu đây. Đây size 2 này đen với rêu này. Có lấy cái này kim nhưng còn bộ đen một bộ rêu này. Mỗi thứ còn một bộ đây này. Đấy một rêu này. Đẹp chưa bô đê này. 145.000 luôn giá sale nhá. Đấy rêu còn một bộ, đen còn một bộ đây size 2 này. Đẹp lắm, mặc cái mẫu xẻ tà này sang lắm. Đây đen đây. Rồi đây là màu bơ này, có lấy màu bơ nữa này, màu tím này. Đây đen này, xẻ tà bô đê này. Sale luôn 145.000. Lên mấy cái cao cấp này xong cứ bán sale này, bán phê lắm. Đấy, đen nhá, xẻ tà luôn. Xẻ tà bô đê này. Bô đê này nó sang chảnh hơn là đi gen. Đấy đen nhá, đen 2, rêu 2 đấy. Rồi em sale cho các chị bộ ống nhỏ, ống là size 3 lam nhạt cho chị xem thử. Size 3 lam nhạt à, đây lam nhạt đây. Lam nhạt với màu ghi nhá, là hai màu khác nhau nhá, không giống đâu nhá. Đây lam nhạt này, ai lấy lam nhạt các chị lên lam nhạt em 234 này. Ống rộng đấy, 234 nhá. Khác nhau nhá, không giống nhau đâu các chị đẹp. Đó, ai lấy lam nhạt các chị lên lam nhạt cho em này. 234. Cho chị bộ đen xẻ tà bô đê nhá, size 5, chẳng gì có bộ nào size 5 đen nhỉ? Đen theo vàng nhá chị Đào Huyền ơi. Đen nhá, đen theo vàng chị. Để tà bô đê mặc sang chảnh đẹp lắm chị. Theo vàng này. Không cần phải đeo vàng đâu, vàng bữa nay đắt lắm không cần đeo. Mua vậy mặc đẹp mà. Đó, sẽ tà bô đê nhá. Còn đúng bộ đen size 5, một bộ duy nhất à. Đúng không? Đó. Sale nhá, 145k cho các chị, 165k còn 145k. Các chị thấy không, xẻ tà không bô đê người ta đang bán 220. Khách nhà em mua đấy, 220 đấy. Mà em bán cho các chị có bao nhiêu? Xẻ tà người ta bán 220 là em bán 145. Còn xẻ tà bô đê này không thể nào dám lên. Em bán, em lên bán cho các chị có 165.000 mà nay sale còn 145. Rồi đen cộng rêu ok này, thêm màu tím nữa à. Rồi ok này. Đồng thị châu này. Đẹp dã man, xẻ tà đẹp lắm. Không, tím em vừa để đây này. Không.
Rồi thêm màu tím à. Đẹp dã man nữa luôn. 145.000. Các chị ai thích xẻ tà em sale luôn xẻ tà cho các chị này, 145k. Đó, 145.000 thôi. Rất đẹp. Rồi đen xẻ tà 75kg. Còn bộ nào không anh? Hết đen rồi. Đen em còn có một bộ à. Em không còn xẻ tà đen đâu. Chị Huynh, tôi đặt hai bộ. Hai bộ gì chị? Chị đặt thì chị lên màu, lên kiểu giúp em nhé. Đen em không còn. Ôi các chị lên bộ non sông Việt Nam lên cho em này. Size 4 này. Người ta bán thì dã man lắm. Kim Dung bán thì rẻ. Các chị nhớ ủng hộ em. Các chị lên bộ non sông Việt Nam lên cho em nhé. Màu đen size 4 này. 60-65kg đổ lại vừa. Trời ơi, bộ non sông Việt Nam này các chị ngắm coi đẹp chưa? Đẹp xuất sắc luôn. Màu đen size 4 nhá. Ai lấy đen các chị lên đen em size 4 này. 60-65kg đổ lại vừa này. Bộ ống nhỏ này. Đấy, bộ non sông Việt Nam sale luôn. 145.000, 175.000. Bữa hôm lỡ bán khuyến mãi 155.000. Hôm nay còn mấy bộ em sale luôn 175.000. À quên nhầm. Bán 155.000 để sale luôn 175.000, các chị chửi chết. Sale luôn 145.000 nhá. Ai lấy đen 4 các chị lên đen 4 cho em. Chị Chi Huynh ơi, chị đặt là hai bộ gì, xẻ tà hay là bộ ống rộng? Chị lên số ký nhá. Rồi lên cho em là màu vàng này. Vàng nhá, vàng bộ non sông Việt Nam này. Em toàn lên mẫu rất là ý nghĩa cho các chị đẹp luôn. Rồi đen này cho chị Bình An này, non sông Việt Nam này. In cái giấy trời nửa năm. Lên cho em bộ màu vàng nhá, vàng size 4 này. 60-65kg đổ lại vừa. Đẹp chưa các chị? Đó, đã vậy còn bô đê cả lai áo nhá. Còn bô đê cả lai áo nữa luôn cho các chị. Ai lấy vàng, các chị lên vàng cho em này. Vàng size 4 luôn, 60-65kg vừa. Size 5 bộ non sông Việt Nam này à, em không còn bộ nào luôn, hết rồi. Rồi, đen non sông Việt Nam em hết rồi. Ôi dồi ôi, nay em ế lắm luôn chị Tuyết ơi. Đấy, dã man luôn chị, có bán được mấy đâu mà đắt hàng chị. Đây màu 10 giờ đằng sau em này. Hôm nay em ngủ quên em lên muộn nên các chị à, các chị bỏ rơi em đâu hết rồi nên em phải bán toàn bán hàng sale. Các chị lên cho em bộ 10 giờ nhá. Màu 10 giờ này, màu này mặc rất là trắng da và sang da luôn. Gọi vào số cho em nhé. Rồi. À, chúng nó chơi điện tử âm tiền bị khóa số này à. Cho vào cái bộ đen cho của đấy đấy đấy, cho vào đấy số mới đấy. Rồi ok chị này, đồng chị Châu này. Rồi các chị lên cho em bộ 10 giờ này, bộ non sông Việt Nam này. 10 giờ nhá. Ai lấy 10 giờ các chị lên 10 giờ em 234 này. 145.000. Tay để các chị này, em phối lưới đen nên nhìn như tay rớt luôn nhưng mà rất là đẹp, nó là tay lưới nhá. 10 giờ, ai lấy 10 giờ các chị lên 10 giờ em 234 này. 234 lên cho em nhé, màu 10 giờ. Rồi em còn bộ màu kem nữa này, size 4 em còn 10 giờ màu vàng này. Rồi size 4 em còn 3 màu nhé, ai lấy size 4 các chị lên này. Màu kem nhé, ai lấy kem các chị lên kem cho em này. Đó, đẹp lắm luôn, bộ non sông Việt Nam đẹp lắm, ở bên ngoài nó còn đẹp hơn. Tại vì các chị biết sao không? Trên này ấy, nó ánh đèn nó làm lóa đi, các chị nhìn không rõ được hết, chứ bên ngoài đẹp lắm. Xuất sắc luôn. Màu kem đẹp lắm, ai lấy kem nhé, các chị lên kem cho em này. Lên kem cho em nhé, size 2. 2, 3, 4, kem luôn. Size 5 em không có bộ nào nữa, hết sạch size 5 rồi. Ai lấy kem, các chị lên kem cho em. 10 giờ 3 này cho chị tính tiền tỷ này, màu tím sau lưng 75kg có vừa không? Có vừa chị Kim Dung, chị chốt thì chị comment em kèm số điện thoại lên. Hết size 5 rồi chị. Chị chốt em đã tím nhá, tím sau lưng em là tím cẩm. Kèm số điện thoại lên. Cũng non sông Việt Nam đẹp.
Rồi các chị chốt em là màu kem nhá, kem 234. Rồi chốt cho em này. Rồi cho chị Xuyên Lê này, 10 giờ non sông Việt Nam này. Xoay 4 này. 10 giờ đẹp vào các chị, em treo bộ 10 giờ đấy. Rồi cho chị Xuyên Lê này, hết xoay 5 nhá. Các chị lên cho em xanh ngọc này, xanh ngọc xoay 3 này. Bộ non sông Việt Nam nhá, đẹp xuất sắc. Rồi lên cho em nhá, màu xanh ngọc này. Đẹp chưa? Ai xanh ngọc nhá, các chị lên xanh ngọc cho em này. Lên xanh ngọc cho em nhá, xanh số 3. 10 giờ xanh ngọc và kem nhá, các chị lên cho em 10 giờ xanh ngọc và kem. Hết xanh 5 rồi các chị. Em còn tới xanh 4 thôi, xanh 4 em còn 3 màu, 3 bộ 3 màu. Đúng 3 bộ 3 màu xanh 4 này. Em sell hết cho các chị đấy, 175.000 còn 145.000 nhá. Lên cho em màu vàng, màu 10 giờ và màu kem. Mẫu này em bao các chị đẹp và xuất sắc. Rồi xay 3 các chị chốt cho em kem 10 giờ và xanh ngọc nhé. Xay 3 chốt cho em 10 giờ và xanh ngọc. Cái gì em còn rớt xay 2, nhục lắm các chị. Ở đây xay 4 em còn đây, ở đây xay 4 còn cục nữa này. Rồi các chị lên cho em màu cam này, cam xay 4 này. À, phải 145k không? Bộ này là 175k giá sale. Nay em tặng các chị là 155.000 nhá, bộ này nhá, chứ 145k không phải chị. Bộ non sông Việt Nam này mới là 145k. Rồi lên cho em này màu cam, cam 60-65kg vừa này. Bộ non sông Việt Nam nhá. Đẹp chưa? Chị thấy đẹp à? Ôi em thêu ý nghĩa tuyệt vời, đẹp xuất sắc. Thật sự là 145.000 tiền thêu tiền vải em không đủ luôn hết. Nói gì em bán có lời. Các chị lên cho em nhé, màu cam, cam xay 4 này. Các chị lên cam cho em, cam xay 4. Rồi ok chị, 155.000 ha. Cho chị xay 5. Rồi lên cho em này, vàng em lên rồi này. Ai lấy vàng nhá, các chị lên vàng, vàng 234 lên cho em luôn. Các chị lên cho em là màu ruốc này. Ai lấy màu ruốc nhá, lên màu ruốc cho em này. Ruốc xay 4 nhá, bộ non sông Việt Nam này. Đó, ai lấy ruốc nhá, các chị lên ruốc cho em này. Đẹp xuất sắc luôn chưa? Đó, ai lấy màu ruốc, các chị lên màu ruốc cho em, ruốc xay 4 này. Đó, màu ruốc bữa em treo đấy, nhiều người đòi màu ruốc mà còn không có. Ai lấy ruốc các chị lên ruốc cho em size số 4. 60-65kg vừa. Quần ống rộng à, quần ống rộng chị bao nhiêu ký? Để em coi còn màu gì em lên cho. Rồi lên cho em là màu hồng này. Hồng ruốc nhá, ai lấy hồng ruốc này. Hồng ruốc này các chị lên cho em hồng ruốc size 3, size 4 nhá. Ai lấy hồng ruốc các chị lên em là hồng ruốc size 3 và size 4 này. Rồi em hết màu đấy, size 4 này em còn nhiều màu lắm đấy. Cam này, 10 giờ này. Vàng này. Màu kem này. Đấy các chị lên cho em nhé, size số 4 60-65kg vừa. Rồi size 4 màu ruốc nữa này. Bữa trước đầy người mua màu ruốc không có. Các chị ai 23 không, em lên 23 này. Sáu bảy ký em còn mỗi xanh lam với xanh lá thôi chị. Ống rộng như này này, em còn xanh lam với xanh lá hai bộ thôi chị nhé. Đấy bộ ống rộng nhá, xanh lam như này này với lại xanh lá như này này còn đúng hai bộ này. Đấy ống rộng như vậy còn đúng hai bộ thôi. Các chị lên AT nhá, AT Thái cổ thêu này. Tặng các chị đẹp 115.000 nhé, AT Thái cổ thêu. Tôi tặng các chị 110.000 đi. 110.000 AT Thái cổ thêu. Màu ruốc này cho chị Thủy Nguyên này.
thi thái cổ thêu nhá, đẹp xuất sắc, tặng các chị đẹp 110k. Rồi các chị lên cho em 60kg đổ loại vừa này. Bộ ca rô đỏ nhá. Cổ thêu rất đẹp nhá, bộ anti thái này. Co giãn cực sướng, vải rất là đẹp. Lên cho em 110k nhá, anti thái cổ thêu này. Đó các chị lên cho em này. 110.000, 60kg đổ loại vừa. Cái này em có nhiều. Các chị lên cho em này, cazo như này nhé, bộ cazo. Cazo đỏ này, các chị lên cho em là đỏ. Đỏ 234. Có nên bán tới 2345 không nhỉ? Tại vì xây 5 còn ít. Ôi, các chị lên cho em này, đỏ đen này. Đỏ đen nhé, 60kg đổ loại vừa này, bộ cổ thêu rất đẹp nhé. Đó, rất đẹp luôn, cho các chị 110k. Ai lấy đỏ đen nhé, anti thái này. Các chị lên cho em này. Bộ em mặc là lay rông là mặc vừa nhẹ vừa mát rồi chị. Cazo đỏ này cho chị Võ Thị Mỹ này. Đẹp lắm. Cái hàng này các chị mua về nữa thì các chị cứ gọi là bao phê luôn. Ai hay xem like thì các chị thừa biết người ta bán bộ này bao nhiêu rồi. Rẻ nhất phải 160-180. Em Kim Dung chỉ bán cho các chị rất là bánh bèo. 60kg đổ loại vừa nhá, các chị lên cho em này, đỏ đen này. Toàn bộ anti thái nhá, các chị nhìn cái cổ này em làm đẹp không? Tiền không ấy các chị. Rồi ok chị, 60kg mặc size 3 được. Anti thái này co giãn mạnh lắm, tuyệt vời đẹp. Không, em không có chừng nào không lên nữa, chị có lên thì em lại lên mẫu khác chứ. Chứ em không thể nào em bán đi bán lại nhiều mẫu như này được. Bán qua là không lên nữa. Rồi lên cho em màu cam này. Cam kèm size lên các chị nhé. Ai cam các chị lên cam cho em này. Đó. Co giãn thì cực sướng, anti thái. Các chị mua anti Mỹ, anti thái. Đó các chị lên cho em này. Đẹp lắm luôn. Tuyệt vời đẹp nhé. Các chị lên cho em màu cam này. Ai cam nhé. Các chị lên cam cho em này. Ống nhỏ chị. Bộ này là ống nhỏ nhá. Ống nhỏ chứ không phải ống lớn đâu. Ống lớn mà bộ này á, có mà lên á còn đắt nữa. Non sông Việt Nam ruốc xanh ngọc 56kg. Rồi cho chị Tào Việt này. Ruốc này, xanh ngọc này. Đẹp lắm các chị, non sông Việt Nam đẹp lắm. 57 năm nay em đã thề là không bao giờ mua quần áo trên mạng nữa. Em bị chặt đẹp 2 lần, vải không ra gì nhưng giá vẫn đắt 600-700. Em vẫn lấy hàng, vẫn trả tiền nhưng hứa sẽ không bao giờ mua nữa. Em rất thích mặc quần áo miền Nam, trước nhờ bạn bè mua hộ, giờ biết chị thích gì tự mua, triệu bạc được cả chục bộ. Ôi trời ơi. Đấy, bởi vậy nên là nhiều người mua hàng online, các chị bị chặt chém, bị mua hàng đẻo nên các chị sợ. Nhưng cuối cùng ai gặp Kim Dung rồi cũng trụ lại với Kim Dung để mua. Cảm ơn chị Đồng Thị Châu nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều ủng hộ Kim Dung ha. Các chị yên tâm, ví dụ như các bọn em bán like như này này, bán sao có gì nói vậy. Kim Dung bán rất là rẻ, em chỉ lời tí xíu thôi. Đó, nên các chị cứ thoải mái lựa chọn mẫu mã mình thích. Em bán vải rất đẹp, rẻ cái nào mà cái gì mà em bán ra cái đấy. Giống như các chị thấy bộ đồ em bán mà 55-60 nghìn chứ các chị không. Sô Len Nhung cũng vất dẫn đẹp tuyệt vời. Đó các chị lên cho em này. Ồ thì nghe chị Đồng Thị Châu, chị hứa không mua đồ trên mạng nữa mà từ khi gặp em mà chị trụ lại với em, chị mua rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Các chị lên cho em bi vàng nhá, bi vàng kèm size này. Mua đồ giống mày. Nhân viên em vậy các chị đẹp. Nó thấy người ta bán đồ trên mạng thế đẹp lắm, đầm rồi đồ, nhìn nào phối nào phối kia thích nó mua về. Em nói thật với chị, nó bảo nó cũng thề, nó bảo là không bao giờ em mua, bây giờ chị bán cái gì em mặc cái đấy thôi. Nhân viên em nó cũng vậy đấy, nó cứ thấy người ta quảng cáo trên mạng đẹp nó thích,
mua, cuối cùng về toàn vứt đi. Đấy, xong cuối cùng bây giờ à, nó cứ bảo thôi giờ chị bán thì em mặc đấy giờ. Nên các chị cứ mua đồ Kim Dung em bao, các chị đẹp yên tâm. Ôi, chào con gái riêu. Lên cho em màu vàng nhé, ai vàng các chị lên vàng cho em. Bán sắp hết đấy à, còn đầy đi đây. Đây. Bán sắp hết rồi. Ừ, các chị lên cho em màu bi vàng nhé, ai bi vàng các chị lên bi vàng cho em. Mẹ mua cái gì em nè, trước mua cho mẹ mặc đẹp ở cả xóm hỏi mua mẹ, thế là mua dùm mua hộ miết luôn á. Ôi cảm ơn Ngọc Bích Lê luôn á. Thì ra ba mua mẹ làm gì có tiền. Thôi được rồi bà có ăn thì bà cảm ơn. Đấy các chị lên cho em nhé. Kim Dung à, Kim Dung qua nhận được cơm cháy rồi, nhận được khô bò Phục Lưu Phục Loan tặng rồi. Bữa nào ăn hết lại tặng Kim Dung ăn tiếp nhé, Phục Lưu Phục Loan. Thank you chị. Các chị lên cho em vàng đen này. Vàng đen kèm size lên 110.000 nhé, bán tặng các chị đẹp lên. Anti Thái cổ thêu 110k. Lên cho em nhé, vàng đen này. Bởi vậy các chị thấy suốt ngày ấy, em bán cái gì còn ít là em sell cho các chị nữa. Bởi vậy nên em có lời gì đâu, đủ tiền em giả cho nhân viên em à. À Kim Dung ở Biên Hòa Đồng Nai chị. Rồi lên cho em này màu bi đỏ này. Ai lấy bi nhá, các chị lên bi này, bi kèm size cho em này. Đẹp lắm, cổ thêu này mặc dễ thương lắm các chị. 110.000 Ati Thái cổ thêu. Lên cho em bi đỏ nhá, ai bi đỏ này, bi vàng bi đỏ này. Các chị lên bi đỏ cho em này. Rồi vàng đen này cho chị Võ Thị Mỹ này. Cái gì đấy bà nhỏ? Còn cái gì lộn xộn đây, em xeo nốt cho các chị cục này lộn xộn nữa này. À, vàng đen này. Không biết hàng này nó nằm chỗ nào nhỉ? Rồi vàng đen này cho chị Võ Thị Mỹ này. Lên size lớn đi hả? Vậy em lên size... Thôi em đọc các màu này là em lên đủ size mà chưa chứ chị? Rồi lên cho em này à. Rồi bi đỏ này. Bán chị lấy đủ 20 bộ đổ lên em có giá xỉ cho chị nhá. 20 bộ đổ lên em đã tính giá xỉ cho chị. Bi đỏ này. Ai? Không, không giữ, bảo cô Dung không có cho dồn nhiều. Con nói rồi mà bé chửi cho xong rồi bé chơi là trả luôn. Bà nào? Con cái giấy ở trên mày lưu luôn là không cho dồn đơn, chửi rồi bắt xả. Để bữa sau á, cô in giấy ra là cô thấy như vậy là cô không bán cho nữa, thế thôi. Ồ, các chị lên xanh lá cho em kèm size 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 nhá. Xanh lá này, các chị lên xanh lá cho em nhé, 2, 3, 4, 5. Công võ. Công võ à, công võ hôm nay có đơn đấy. Thế bà bò rồi, 3 bộ rồi, bà bò lấy em 2 bộ đang đồn nữa. Xả thì xả, lưu vào, lưu đúng giống như nói là kêu dồn đơn, không cho dồn, chửi rồi bắt xả. Ghi rõ như vậy để lên bữa sau cô không bán nữa. Lên cho em nhé, xanh lá nhé. Ai xanh lá, các chị lên xanh lá cho em này. Rồi vàng đen xây 2 này. Bi vàng xây 2 này cho chị Trang Đoàn Nguyên này. Vàng đen xây 2 này. Cái nhà em lên các màu nào ấy, em đọc đủ size là có đủ size các chị đẹp nhá. 110.000 nhá, em Kim Dung sell các chị đẹp 110k. Đi vàng xây 3. Đi vàng xây 2 nữa. Hai cái hàng này nằm chỗ nào nhỉ?
Rồi các chị lên cho em xanh lá này. Đây cái này là lẻ lẻ sai này, em phải lên trước này. Các chị lên cho em là nâu này. Lên nâu cho em size 2, size 3 nhá. Nâu này này, mặc giống nâu tây đẹp lắm này. Chị thấy đẹp chưa? Mẫu mặc đẹp không? Đó, các chị lên cho em là màu nâu nhá. Ai nâu lên nâu này. Nâu này size 2, size 3 lên cho em nhá. 110.000 Ati Thái cổ theo cho các chị. Ai lấy nâu này, các chị lên nâu cho em này. 2 và 3. Rồi các chị lên cho em này, cô ban này. Hàng theo nào nữa không à? Em nhà Solen theo này. Theo ống rộng này, theo ống nhỏ này. Bông theo này. Xẻ tà theo này, xẻ tà bông theo, xẻ tà màu theo này. Solen đính đá theo này, trời nhiều lắm, nhà em nhiều đồ theo lắm. Nhiều lắm chị. Rồi nâu 2 này cho chị Trang Đoàn Nguyên này. Nâu 2, nâu 3 nhé. Rồi lên cho em là cô ban này. Cô ban này cái bông này đẹp lắm. Các chị ạ, cô ban bông này đẹp lắm. Các chị lên cho em là cô ban này. Cô ban nhé, 2, 3 này. Từ từ em lên cục size 5 cho các chị xem còn những màu gì luôn nhé. Ai đấy cô ban này, các chị lên cho em là cô ban nhé. Cô ban 2 và 3. Ai đấy cô ban, các chị lên em cô ban này. Đây size 5 này. Ai size 5 này, các chị lên size 5 trước cho em này, 70kg này. Để tà theo chờ em tí. Chị lên cho em bộ bi này, bi đen này. Lên cho em bộ bi này đẹp này. Các chị lên bộ bi này cho em là bi size 2 này. 45 đến 55kg vừa nhá, bộ bi size 2 này. À lấy bi nhá, các chị lên bi cho em size 2 này. Đó, lên cho em bi nhá, bi đỏ đi. Bi đỏ size 2 nhá. À lấy bi đỏ, các chị lên bi đỏ cho em này. Rồi size 5 này các chị lên cho em này, vàng đen. 62kg mặc size 4 lên cho em. Rồi các chị đưa hôm em cho các chị dồn đơn trưa đơn tối luôn nhá. Đơn trưa và đơn tối các chị dồn trong ngày giúp em. Còn nếu mà từ ngày này qua ngày khác là không được thôi. Còn các chị mua em bán hai like, like trưa và like tối, các chị dồn đơn vào cho em. 62kg mặc size 4. Lên cho em vàng này. Vàng đen nhá, vàng đen size 5 này, 70kg đầu loại vừa. Toàn bộ nhá, thông thái. Các chị lên cho em nhá. Vàng đen này, vàng đen size số 5 này. Hai vàng đen các chị. Chị lấy bộ nâu này này, tính tiền tỷ này, bộ nâu này, nâu tây này, đẹp tuyệt vời này. Đó. Ôi các chị ai lấy nâu này, lên nâu em size 5 luôn này. Nâu hồi nãy em lên đấy. Các chị lên cho em nâu nhá, nâu size 5. Rồi các chị lên cho em này, cô ban nhé, cô ban size 5 này. Ai lấy cô ban nhé, các chị lên em này, cô ban size số 5, 70kg đầu loại vừa. Trời ơi, thung thái là cầm là sướng hết tay này. Đẹp xuất sắc luôn. Cổ theo cho các chị. Nâu 5 này, vàng đen này, xanh cô ban này, size 5 này. Rồi nâu 5 này cho chị tính tiền tỷ này. Rồi các chị lên cho em bông nhí nhá, bông nhí vàng này. Size 5 này, bộ này mặc rất trắng da này. Ai lấy nhí vàng, các chị lên nhí vàng cho em size số 5. Ai lấy nhí vàng nhá, lên là bông nhí cho em nhá.
nhí tây nam này 70 kg đầu loại vừa này. Các bà tới chưa? Hả? Ông bà tới chưa? Rồi em mới về chạy ra nước à. Vào chơi à? Rồi lên cho em bi xanh này, bi xanh C5 này. Bi xanh này các chị lên cho em là 2, 3, 5. Em hết 4 nhá. 110.000 nhá, sale cho các chị 110.000 một bộ nhá, A Ti Thái. 110k A Ti Thái nhá, cho các chị đẹp này. Đó, ai đấy bi xanh các chị lên bi xanh cho em. Bi xanh này em hết 4 này, em còn size 2, size 3, size 5, bi xanh 110k thôi. Ôi trời ơi, quá rẻ, quá đẹp các chị ơi. Ai xe 5 các chị lên. Xe 4 này. Dạ, tối 8 giờ. 8 giờ chị. Rồi lên cho em này, đen này, đen xe 4 này, 60-65 kg vừa này. Ai lấy đen nhé, các chị lên đen cho em này. Đen size 4 nhé, 60-65 kg này. Đẩy ra. Trả hàng số cho chú này kìa. Đợi xíu. Ê, tao đâu? Cái gì của chị? Dạ anh gửi. Gửi gì? Bố không muốn lấy à? Lấy gì? Bây giờ đi điện chưa? Chưa. Điện ra buổi sáng hả? 85-30. Thế vậy, gửi tiền. Anh Kim nha. Anh Kim cũng có 4 đồng. Mai thứ 6 là tao đi ngân hàng không kịp á. Cái chợ này em mà thoát cho được nó mừng muốn chết luôn, chị cần chim chui vô lại. Mày vừa phải thôi. Sáng mai ra lấy cho chị nhá. Sáng mai ra lấy à? Hả? Sáng mai thứ 6 rồi chị đi không kịp. Thôi lúc chiều chị tối thì tẩy ga mới hồi. Hả? Chúng ta chị về ra. Không, 5 giờ là chị Hạnh về rồi. Thích kêu tài đây. Các chị lên đỏ đen này, đỏ đen size 4 này. 60-65 kg vừa nhé. Ai lấy đỏ đen này. Các chị lên đỏ đen cho em này. 60-65 kg vừa nhé, 110k. Ai lấy đỏ đen nhé, các chị lên đỏ đen cho em này. Sao hết pin bao nhiêu à? Còn tầm 12-20. Mẹ cứ vừa nặng vừa xeo sái quay hàm luôn. Ôi các chị lên coi cazo này, hồi nãy em lên rồi này. Ai cazo các chị lên cazo này. Lên màu cam nhé, ai cam các chị lên cam cho em này. Đấy, ai xe 4 các chị lên. Có gì ai chốt thì nữa không, không em nghỉ đây. Rạc hết cả mòm rồi. Phút 12 giờ giờ nhập cái mòm là gì có 12 giờ. Hay chửi chồng không nhập. 2 tiếng đồng hồ chứ nhiều, này bán có 2 tiếng đồng hồ mỏi hết cả mồm. Đỏ đen này cho chị Trúc Phương này. Con nào cũng phải sớm chơi với ông ngoại. Con phải sớm chơi với ông ngoại và chơi. Đây ông này, ông dạy con để cháu rồi và chơi mình nghe của nó. Có chị Hiền Lê, nhưng mà chị muốn mua của em thì chị phải cọc cạc em mới bán, không cọc em không bán đâu. Ai đã từng bom hàng em thì các chị cứ phải cọc cạc em bán nhé, chứ em không có dư tiền để gửi tới các chị để các chị bom đâu. Ôi em nghỉ đây, tối hẹn gặp lại các chị đẹp nhé. 8 giờ nhé, em lên bán tiếp với các chị đẹp nhé, em xuống like đây.